chương 951, ta trường sinh thiên, thiên hạ vô địch. Đông Hải. Không gian phá toái, nước biển huyên náo. Tức giận long ngâm vang vọng trời cao. Cái này tự nhiên kinh động đến, đã đi tới Đông Hải khu vực biên giới cả đám. Cái này cả đám bên trong là thần tộc cùng hồ mang hai tộc, tổng cộng chia làm sáu người. Hồ mang ba người, thần tộc ba người. Giờ phút này hồ mang một phương, người dẫn đầu chính là một tôn cao chừng hơn một trượng đại hán, rậm rạp màu đen chồng râu, còn như là thép nguội, bao bọc như là to như cột điện, chỉ là đứng đứng bất động, liền có thể cho người ta phô thiên cái địa áp lực, nguy nga như là đồi núi. Đây là một tôn trí cường giả. Thác bạc ma vương. Ma vương hai chữ, cũng không phải là xưng hào, mà chính là tên. Hồ mang nhất tộc, không lấy bị ổi lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Xấu chảy mở, đây đối với hồ mang nhất tộc mà nói, chính là ca ngợi từ ngữ. Cho nên tại địa phương khác, thuộc về người người kêu đánh, phản diện giáo tài ma vương hai chữ, tại hồ mang nơi này ý nghĩa là chính diện vì thủ hộ cái này một cái tên thác bạc ma vương không biết giết bao nhiêu người đây là trời sinh trêu chọc thị phi tên tầm thường tiên thiên thần ma đều thủ không được thác bạc ma vương cả đời kinh lịch vô số gặp trắc trở đại bộ phận đều vì vậy mà đến sau cùng mãi cho đến trở thành chí cường giả về sau hồ mang nhất tộc người khiêu chiến mới biến mất hơn phân nữa còn có một bộ phận người khiêu chiến cũng chưa từ bỏ ý định muốn chiếm lấy ma vương hai chữ còn lại hai tôn tiên thiên thần ma trong đó một vị là gia luật hồ từ một vị khác tên là Đan Mạc Nhĩ. Đây cũng là một tôn đại hán khôi ngô, thể phách cường kiện, cao lớn uy vũ, toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm khí huyết, đã biến thành áo giáp, hai tay vây quanh bên trong, như là lò luyện đồng dạng, liên tục không ngừng tràn ngập kinh khủng sóng nhiệt. Hồ mang nhất tộc ba người vì thần ma, thần tộc ba người tự nhiên cũng thế. Lấy thủy thần vị này chí cường giả cầm đầu, còn lại hai vị chính là lôi thần cùng băng thần. Sáu tôn tiên thiên thần ma, không một vị người yếu, cũng không có phổ thông tiên thiên thần ma gia luật hồ từ cùng lôi thần toàn bộ đều là ngày xưa hồ mang cùng thần tộc đại biểu toàn bộ đều có tiên thiên thần binh là một tôn cường đại chân quân mà đang mạc nhĩ cùng băng thần tự nhiên cũng là không thu bao nhiêu nhị tộc hội tụ cường đại lực lượng hiện nay ngay tại đông hải biên giới khu vực cái này tự nhiên là có được mục đích bọn họ đang đợi cơ hội chờ đợi lấy đông hải ra chuyện sau đó tốt hung ác cắn một cái không nên hỏi hỏi cũng là đậu trường sinh đi thủy thần một mực nhìn chăm chú lên đông hải lắng nghe gặp thương long nộ hống chợt trông thấy phóng lên tận trời quan trụ, vỡ ra đông hải không gian, thủy thần trực tiếp mở miệng nói, long tộc đã ra chuyện. Là hiện tại xuất thủ. Vẫn là chờ một chút. Gia luật hồ từ tiến lên một bước, lãnh đạm lấy mở miệng nói, bằng vào chúng ta hội tụ thực lực, đã không yếu. Nhưng kiếm quyết một vật, cái kia chính là bất hủ thần binh. Long tộc thế nhưng là có bất hủ thần binh, bây giờ muốn chiếm tiện nghi, không có có bất hủ thần binh mở đường, làm sao phá hư long tộc thủ hộ đại trận. Ngăn trở long tộc bất hủ thần binh tổ long điện. Lôi thần trực tiếp trả lời nói, không cần phải lo lắng thủ hộ đại trận, lần này long tộc lại chơi thoát, trước mắt cái này vỡ ra không gian, long tộc thủ hộ đại trận mở ra, là cần thời gian. Cái này một cái thời gian chỉ cần chúng ta xuất lực quấy nhiễu, đủ để trì hoãn thủ hộ đại trận mở ra, hiện nay chỉ cần lo lắng tổ long điện. Bất quá tổ long điện chỗ đó, cũng có được đầu trường sinh đi ngăn cản, chúng ta trực tiếp cướp đoạt chỗ tốt là được rồi. Chỉ cần chúng ta thấy tốt thì lấy, không mưu đồ long tộc hạch tâm, long tộc giờ phút này không để ý tới chúng ta. Thác bạc ma vương cười lạnh nói, cơ hội tốt như vậy, há có thể buông tha. Long tộc có hôm nay cường thịnh, đều là là bởi vì tứ hải hải nhãn nguyên nhân, cái này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tương đương với 20 thượng châu, chẳng qua hiện nay tàn phá, chỉ có 17 thượng châu. Có thể đây chỉ là tạm thời sự tình, làm bất hủ thời đại mở ra, thế giới khôi phục hoàn chỉnh, thiên địa linh cơ tăng lên, tứ hải hải nhãn nước lên thì thuyền lên, đem về vượt qua 20 thượng châu, đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Phải biết tứ hải cứ việc yếu tại đại lục, nhưng đó là cùng toàn bộ đại lục so sánh, bây giờ đại lục bị các tộc chia cắt, phân làm vô số khu vực, mà tứ hải hủy diệt tam hải, nhưng có hải nhãn tồn tại, còn giữ sau cùng nguyên khí, toàn bộ đều bị long tộc chiếm cứ, long tộc được trời ưu ái, thực lực sẽ trên diện rộng tăng vọt. Lần này ta muốn đoạt lấy Bắc Hải Hải Nhãn. Cái này tàn phá một người lợi hại nhất Hải Nhãn, bây giờ chỉ tương đương với hai đại thượng châu. Cái này Bắc Hải Hải Nhãn rất trọng yếu, nhưng giá trị cũng không phải quá cao, vừa lúc ở Long tộc tiếp nhận phạm vi bên trong thủy thần ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú lên trước mắt thác bạc ma vương đối phương quả nhiên không phải an phận gia hỏa như hắn còn lại hồ mang nhất tộc thành viên một dạng giả tính khó thuần tùy ý làm bậy trước đó kế hoạch đều định ra đến thời khắc mấu chốt bọn họ trực tiếp vứt bỏ từ bỏ bắc hải mặc dù đã hủy diệt bắc hải hải nhãn tổn hại nghiêm trọng có thể đây cũng là hải nhãn là tương lai bắc hải có thể lại lập bằng chứng hồ mang nhất tộc thu hoạch được bắc hải hải nhãn về sau như vậy bọn họ liền có thể mưu đồ khai mở bắc hải nhúng chàm hải dương địa vực hồ mang nhất tộc trở thành vượt ngang lục địa cùng hải dương chủng tộc. Lấy hồ mang nhất tộc xâm lược thành tính bản tính, bọn họ muốn là thay đổi mục tiêu, bắt đầu công kích long tộc, tuyệt đối sẽ trở thành long tộc tâm phúc chi hoạn, sẽ đem long tộc tất cả chú ý lực toàn bộ đều liên lụy đi qua, song phương bắt đầu mỗi năm huyết chiến. Cái này đối với nhân tộc là một chuyện tốt, bởi vì vì nhân tộc bắt cương áp lực sẽ giảm bớt, sẽ phóng xuất ra nhân tộc một phần lực lượng. Thủy thần trong nháy mắt liền hạ đạt tổng kết, hồ mang sẽ càng thêm cường đại, nhân tộc đạt được lợi ích, long tộc ăn thịt thòi nhưng cái này lại như thế nào? Thủy thần căn bản không thèm để ý. Chính mình cũng không phải long tộc, sẽ đi cân nhắc long tộc lợi ích, thần tộc cũng không phải nhân tộc đại địch, sẽ tổn thất trong tộc lợi ích, đi ngăn chặn nhân tộc phát triển. Thần tộc địch nhân chỉ có long tộc cùng yêu tộc, lại có linh tộc cùng cự nhân tộc. Đến một lần, địch nhân thật không ít. Đây là viễn cổ thời đại tích lũy thù cũ. Lần lượt vạn tộc đại chiến, cũng để cho vạn tộc kết thâm cừu thì hận, thập đại chủng tộc bất luận cái gì nhất tộc, đều có nợ máu nhân tộc cũng không ngoại lệ, đếm kỹ mà nói cũng không ít. Chỉ là cái này để nhất thần vương viêm thần, hận nhất là long tộc, cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng thần tộc đối ngoại sách lược. Long tộc cũng không phải cự nhân tộc, hoặc là nhân tộc cường đại như vậy, tuần tự bị suy yếu long tộc, chính là một cái dễ khi dễ đối tượng, cho nên thủy thần không có thay đổi viêm thần sách lược ý nghĩ, bây giờ ngược lại là vui thấy kỳ thành. Thác bạc ma vương lâm thời thay đổi, đem thần tộc nhất quân. Nhưng thủy thần không có đi tranh chấp, cùng thác bạc ma vương cải lộn, đối với dạng này người thô kịch, dựa vào lý lẽ biện luận, đó là không thể thực hiện được, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Thủy thần trực tiếp đổi đề tài nói, các ngươi muốn đoạt lấy Bắc Hải Hải nhãn, tộc ta có thể tương trợ một chút sức lực. Nhưng công thành lực lượng, cái này muốn các ngươi gánh chịu, chúng ta không muốn tốt đẹp nhất chỗ, cho nên là ở vào phụ trợ. Các ngươi muốn xuất một kiện bất hủ thần binh. Đây cũng là một cái làm khó dễ, muốn là Hồ Mang không đồng ý, như vậy Bắc Hải Hải nhãn tự nhiên không thể cho Hồ Mang. Không, là sẽ không đi chiếm lấy Bắc Hải Hải nhãn, đi kích thích long tộc thần kinh. Đang mạc nhĩ chẳng thèm ngó tới nói, không cần bất hủ thần binh, đối phó cái này một số cá chạch. Chỉ cần trường sinh thiên buông xuống là có thể. Thủy thần trầm mặt. Hồ mang nhất tộc thần bí nhất trường sinh thiên, bây giờ lại muốn mở ra khăn che mặt bí ẩn, chân chính buông xuống trần thế. Cái này bao nhiêu là một cái kích thích. Trước kia hồ mang đại tế ti, gánh vác trường sinh thiên ý chí, danh xưng là tiếp cận nhất trời người. Cái này ít nhiều khiến người hoài nghi, cho rằng các đời đại tế ti chỉ là tu hành một loại bí thuật bây giờ trường sinh thiên buông xuống cái này nhất định không thể coi thường trường sinh thiên ba chữ bên trong thế nhưng là có một cái chữ thiên đây cũng không phải là khoe khoang mà chính là đại biểu cho thiên chi ý chí có thể làm cho một tôn tiên thiên thần ma tự tin như vậy tràn đầy bây giờ cho dù là không có buông xuống thủy thần liền đã cảm nhận được vô thiên cái địa áp lực không thể nghi ngờ bất hủ thời đại muốn mở ra thượng cổ những lão già bắt đầu khôi phục các loại ngưu xà quỷ thần cũng bắt đầu xuất hiện các tộc đều xuất hiện tình huống là tốt là xấu khó mà nói thủy thần không tiện mở miệng, một bên lôi thần tự nhiên hiểu được hắn bên trong ý tứ, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi có thể cam đoan địch nổi bất hủ thần binh. Không phải vậy xảy ra sai sót, đi dễ dàng, trở về thì khó khăn. Căn bản không cần đang mặt nhĩ mở miệng, gia luật hồ từ dẫn đầu nói, trường sinh thiên thiên hạ vô địch, chỉ là bất hủ thần binh, ở đâu là trường sinh thiên đối thủ. Không cần nhiều lời, có trường sinh thiên xuất thủ, chúng ta lần này nhất định mã đáo thành công. Lôi thần mi đầu hơi hơi kích động, nhìn lấy gia luật hồ từ tràn đầy tự tin, đang Mạc Nhĩ một mặt cuồng ngạo, thác bạc ma vương không ai bị nổi, cái này hồ mang ba tôn tiên thiên thần ma, giống như tiểu mê đệ đồng dạng, hoặc là tính đồ một dạng, đối trường sinh thiên quỳ bái, nhận vi trường sinh trời không gì làm không được. Lôi thần muốn mở miệng, liền bị thủy thần đưa tay ngăn cản, truyền âm âm thanh vang lên, hồ mang nhất tộc có biến, không cần truy đến cùng. Phim thần bệ hạ đã trong bóng tối đến, có thể cho chúng ta hộ giá hộ tống, xảy ra chuyện sau chúng ta có đường lui. Cái này hồ mang nhất tộc xảy ra chuyện, bọn họ trốn không thoát, cái kia cũng không phải vấn đề của chúng ta. Thủy thần trực tiếp đồng ý nói, vậy thì do các ngươi mở đường, chúng ta ở một bên phụ trợ. Lần này các ngươi thu hoạch được Bắc hải hải nhãn, chúng ta cần ven đường còn lại hết thảy thu hoạch. Thác bạc ma vương cùng ngạo nói, có thể. Thác bạc ma vương cũng không nói nhảm, vung tay lên nói, đi. Dẫn đầu hướng hướng đông hải, trong nháy mắt liền đã sâu vào trong nước biển, còn lại mọi người biến thành lưu quan, đã đi theo thác bạc ma vương đã xâm nhập đông hải. Hồ mang cùng thần tộc chủ động nhập đông hải, động tĩnh này cứ việc không lớn, có thể khi bọn hắn đi ra ẩn bí chi địa về sau, y nguyên bị có lòng người phát hiện. Một vị đầu đội miệng quan, cầm trong tay màu tím ngọc phủ đế vương, rõ ràng trông thấy đây hết thảy, không khỏi duỗi ra chăm chú nắm màu tím ngọc phủ, một đôi mắt hiện ra khát vọng cùng tâm động, nóng lòng mà thử. Côn bằng quốc sư chủ động đi một bước, đứng ở côn bằng hoàng trước, chặn côn bằng hoàng sau nói, bệ hạ. Không muốn mạo muội tham gia. Thương tộc xem lễ, đã để thần biết cái này thập đại chủng tộc hiểm ác sắc mặt, rõ ràng là chuyện của bọn hắn, có thể sau cùng toàn bộ đều giao cho thần. Cái này không giống như là lần trước Đông Hải chi chiến, có nhân tộc mời chúng ta, sau cùng có nhân tộc thay ra mặt lượng vòng, chúng ta mạo muội xuất thủ, sau cùng sau đó Long tộc sẽ chủ động liên hợp còn lại đại tộc, đối với tộc ta tạo áp lực, nhờ vào đó đền bù tổn thất. Chỉ là Long tộc nhất tộc, tự nhiên không đủ khó khăn, nhưng bọn hắn có 10 cái. Công bằng hoàng thở dài một hơi nói, Trẩm há có thể không biết cái này đạo lý trong đó, chỉ là trước mắt cơ hội khó được muốn là chúng ta xuất thủ đục nước béo cò, long tộc tổn thất tất nhiên càng thêm thảm trọng, lại một lần nữa suy yếu về sau, sẽ để cho long tộc ẩn tàng thực lực, theo trong bóng tối đi đến trước đài. Biết địch nhân mạnh bao nhiêu, tự nhiên là có cách đối phó. Công bằng quốc sư bình thản nói, nhưng chúng ta không phải thập đại chủng tộc, có thể không chút kiên kỵ xuất thủ. Thập đại chủng tộc chế độ, đại biểu cho thiên địa quy tắc, đây là thần dùng huyết đổi lấy giáo huấn. Trừ phi có người có thể chống đi tới, như lần trước kim ô tộc một dạng. Cung bằng quốc sư lời nói nhất chuyển nói, chúng ta cung bằng tộc quốc sách cũng nên biến động một cái. Trở thành thập đại chủng tộc, cái này không có bất kỳ cái gì sai lầm, bởi vì đây là thiên địa chủ lưu, có thể bất hủ thời đại muốn mở ra, trật tự náo động, thập đại chủng tộc chế độ không chừng sẽ sụp đổ. Cung bằng quốc sư không đợi nói xong, liền bị cung bằng hoàng đánh gãy nói, không thể động. Trở thành thập đại chủng tộc, đây đã là nhiều đời người tâm nguyện. Chính là cái này một mục tiêu, cho nên chúng ta mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng cái này một hơi tuyệt đối không thể phát tiết ra ngoài dục chí dễ dàng lại tụ hợp khí ngưng tụ nhân tâm thì khó khăn bất hủ thời đại mở ra thập đại chủng tộc cũng sẽ không lập tức sụp đổ lấy giữa thiên địa tình huống sẽ chỉ có chủng tộc tụt lại phía sau sau đó lại có chủng tộc bổ khuyết đi vào bất hủ thời đại sơ kỳ vẫn là thập đại chủng tộc thiên hạ chúng ta tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội trước trở thành thập đại chủng tộc dạng này có thể phấn chấn nhân tâm trong tộc tinh khí thần sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất này lại có đại tộc tự tin, trong lòng tự ti, đem về hoàn toàn biến mất. Mà lại cũng thừa cơ lại lập cái kế tiếp hùng vĩ mục tiêu, sau đó bắt đầu hướng này phấn đấu. Cho Kim Ô tộc đi tin tức, chẳng muốn cùng Kim Ô hoàng gặp mặt. Côn bằng hoàng lắc một cái ống tay áo, cầm trong tay màu tím ngọc phủ thu hồi, mỉm cười nói, thế nhân đều xem thường vị này Kim Ô hoàng, viễn cổ thái dương thần phục sinh, cái này một vị mới là lớn nhất bên thắng. Bàn đào cứ việc không một khỏa nơi tay, nhưng Kim Ô hoàng thu hoạch nhân tâm, nhờ vào đó các tỷ nội bộ phức tạp cục thế, sau đó phải cùng kim thể ô hoàng nhiều đi lại, chúng ta hai tộc hợp lực, dạng này lui có thể tự vệ, tiến thì trùng kích thập đại chủng tộc. Cùng lúc đó, ở vào bất hủ mẫu thụ phía dưới. Vũ tộc nữ vương mở ra trắng tinh không tì vết vũ dực, chậm rãi đi tới linh tộc nữ hoàng trước mặt, nhỏ mở miệng cười nói, thiên hạ hỗn loạn, các tộc hỗn loạn. Tuy nhiên thành lập võ minh, có liên hợp chi tâm, nhưng cũng chỉ là mặt cùng lòng bất hòa. Nhân tộc tùy ý làm bậy, lấy đậu trường sinh cầm đầu, nhảy lên nội loạn, nhờ vào đó suy yếu các tộc. Ta tới đây là muốn mời nữ hoàng xuất thủ, chẳng đánh cái kia một số thừa dịp loạn đã kiếp người. Hiện nay không phải vạn tộc đại chiến bạo phát thời điểm, thượng cổ tiên đạo nhìn chăm chằm, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Linh tộc nữ hoàng bất mãn nói, nói tiếng người. Vũ tộc nữ vương lời nói thay đổi nói, bọn họ thừa dịp loạn đã kiếp, chúng ta ra tay trợ giúp, danh tiếng tốt, ích lợi cao. Biểu dương nhân từ cùng đại nghĩa. Mặc kệ cái này một phiếu, ta toàn thân khó chịu. Chương 952 ba đậu bách lực hôm nay muốn diệt long tộc đông hải nước biển sôi trào vô biên sóng nước không ngừng quay cuồng lên một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng nước dân trào đại hải gào thét nhấc lên sóng to gió lớn phản phất muốn bao phủ đại lục đem thế giới hóa thành hải dương thế giới đông hải hạch tâm khu vực nội bộ một phương thế giới ngay tại hiển hóa khu minh toái phiến thế giới bị xé nứt về sau đã bắt đầu cùng đông hải liền nhận đã không cách nào tiếp tục ấn dấu đi có thể rõ ràng trông thấy không gian ba động đây cũng là xé nát long tộc phong ấn không gian thủ phạm một trong, một phương thế giới bắt đầu hiển hóa, tự nhiên sẽ tạo thành không gian ba động. Giờ phút này ở vào U Minh hiện toái phiến thế giới bên trong, Thương Long tức giận nhìn chầm chầm kẻ cầm đầu, Nguyên Thủy Long nữ cùng lôi Long khoan thai tới chậm, một trước một sau tuần tự đi vào, phương hướng cũng không giống nhau, chính là phân biệt chiếm cứ lấy Nam Hòa Bắc, dạng này phối hợp với Thương Long Đông Phương, đã đem đậu trường sinh ba phương hướng phong tỏa. Duy nhất con đường sau này Tây Phương, nhìn như một mảnh yên tĩnh, nhưng cái này một cái thời điểm, đậu trường sinh cho dù là không cách nào phát hiện có thể cũng biết tuyệt đối có tiên thiên thần ma xuất hiện đã khóa lại cái cuối cùng phương hướng chỉ là long tộc vẫn chưa cùng nhau tiến lên mà là cố ý lưu lại một sơ hở tốt nhờ vào đó tiêu trừ chính mình tử chiến chi tâm dù là có thể nhìn ra long tộc mục đích nhưng trong lòng cũng sẽ sinh ra may mắn cho là mình có thể xông phá thu hoạch được một đường sinh cơ vây ba thả một cái này một loại giản dị tự nhiên mưu kế đối với nhân tâm trưởng khống mãi mãi cũng sẽ không quá muộn thương long toàn thân trên dưới tinh mỹ vẫy rồng tràn ngập ra nhàn nhạt hào quang màu xanh một chút sinh cơ không ngừng khuếch tán ra đến một mảnh màu xanh đậm tràn ngập tứ phương bắt đầu ăn mòn tứ phương nước biển sau vẫy màu xanh trên đó dường như xăm lên thiên đạo minh văn hiện lộ rõ ràng thần thánh cảm giác thương long to lớn mắt rồng bắt đầu hiện ra vẻ phẫn nộ ý chí rung chuyển bốn phương thiên địa giờ khắc này đại hải sôi trào dưới đáy biển từng tòa núi lửa ầm vang ở giữa bão phát cùng cuộn dung nham phun ra ra cái này ầm ầm sóng dậy một màn đang xuất hiện tại u minh toái phiến thế giới tứ phương giờ khắc này dường như trời đất sụp đổ thế giới ngay tại hủy diệt thương long ý chí lay động đất trời giờ khắc này thương long không chỉ là một tôn chí cường giả cũng là đương đại thanh long thanh long ý nghĩa phi phàm đây là tứ tượng đứng đầu đông phương thất túc chờ một chút có lấy vô số loại thân phận cái này bất kỳ một cái nào đều có thể mang đến lực lượng đây vẫn chỉ là cơ bản hắn ẩn hình chỗ tốt không không kể xiết tại tứ tượng hóa thành ký hiệu trở thành một loại khái niệm về sau biến thành thiên địa bản nguyên lực lượng không ngừng tất cao có thể trở thành thanh long người tự nhiên không phải bình thường đương nhiên bây giờ thương long cũng không phải chân chính thanh long chiếm cứ lấy tứ tượng đứng đầu vị trí đường đường tứ tượng đương nhiên không thể nào là một tôn tiên thiên thần ma liền có thể chiếm cứ tương lai thương long có tiềm lực thành là chân chính tứ tượng đứng đầu nhưng như thế nào còn không phải bây giờ thương long chỉ là đại biểu cho một bộ phận khái niệm thu được một phần lực lượng thương long giận mà không động dẫn động thủ trước người là uyên thủy long nữ trượng tám trường thương xuyên qua nước biển mũi thương phun ra nuốt vào lấy hủy diệt chi lực ngang nhiên ở giữa đã tới đến đậu trường sinh phía trước cho dù là u minh toái phiến thế giới bị xé nứt đã mất đi thập bát trọng địa ngục nhưng ở cái này một hoàn cảnh dưới thiên tội ma thương uy lực y nguyên thu được tăng cường u minh toái phiến tổng hưởng dường như vì thiên tội ma thương reo hò hủy thiên diệt địa lực lượng bạo phát phản phất muốn đem đậu trường sinh rõ ràng tự giữa thiên địa xóa đi kinh khủng sóng nhiệt bạo phát nóng rực như là dung nham khí huyết, mỗi một giọt đều nặng như sơn nhạt, trong khoảnh khắc tứ phương nước biển không ngừng bốc hơi, trong nháy mắt một phương này khu vực, lại không một giọt nước biển tồn tại. Một mảnh chân không khu vực, từ dưới đáy biển xuất hiện. Tất cả nước biển đã bị đuổi tản ra ra u minh thế giới, đậu trường sinh hướng về phía trước mở ra miệng rồng, hào quang sáng chói tự trong miệng bạo phát, một miệng long tức đã phun ra. Quanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sáng chói như là quan trụ long tức, lại là đã bị thiên tội ma thương xuyên qua mũi thương không ngừng hướng về phía trước, sáng chói quan trụ từng khúc bắt đầu sụp đổ. Toàn lực bạo phát biên thủy long nữ, trong tay thiên tội ma thương rõ hiện ra sát phạt chí bảo phong thái, hết thảy vật ngăn trở, toàn bộ đều tại thiên tội ma thương phía dưới sụp đổ. Đậu Trường Sinh thon dài thân rồng, bắt đầu trực tiếp tự giữa không trung xoay quanh lên, một đôi mắt rồng nhìn lấy thiên tội ma thương. Món này sát phạt chí bảo phong thái, nhìn khiến người ta cực kỳ tâm động, bàn về uy lực đến, món này tiên thiên thần binh, vượt qua Đậu Trường Sinh nhìn thấy bất luận một cái nào tiên thiên thần binh băng phách đao cùng hắn so sánh cũng là tiểu vu gặp đại vu đổi thành còn lại một kiện tiên thiên thần binh đậu trường sinh có can đảm lấy long trảo liều mạng nhưng đối mặt thiên tội ma thương đậu trường sinh cái này một cái ý nghĩ cũng không dám sinh ra đây chính là sát phạt chí bảo uy hiếp lực món này sát phạt chí bảo chuyên khắc cái kia một số loè loẹt đồ vật bây giờ trời sinh chiến thần phía dưới không cách nào vận dụng ba đầu sáu tay tăng phúc chiến lực đậu trường sinh là không bằng uyên thủy long nữ liền xem như mạnh hơn uyên thủy long nữ trong tay không có một kiện tiên thiên thần binh, chống cự lên cũng là khó khăn, sẽ bó tay bó chân, căn bản không thả ra. Đậu trường sinh phun ra long tức về sau, trong nháy mắt hướng về lôi long vọt tới. Quả hồng muốn cầm mềm nắm, nguyên thủy long nữ trong tay thiên tội ma thương quá mạnh, thương long là cao quý nhất tộc chi chủ, hắn chân chính bản sự là long tộc, tại long cảnh cái này một cái phạm vi bên trong, là có thể mượn nhờ long tộc chi lực. Thương tộc tự do tản mạng, chỉ là xưng lãnh tụ, thủ lĩnh, nhưng long tộc cùng yêu tộc cái này một loại, thế nhưng là có chân chính hoàng giả. Thương Long là có thể xưng Long Đế, tự nhiên tinh thông đế đạo. Không tiếc tiêu hao Long tộc đại vận, như vậy Thương Long sẽ là vô địch. Đây là thật vô địch, mà không phải giả vô địch. Tại Long cảnh bên trong, đế đạo võ học đem về không thể chiến thắng. Đậu trường sinh sách lược rất đơn giản, phun ra Long tức tạm thời ngăn cản thiên tội ma thương, sau đó phóng tới lôi Long, cũng không có xông phá Long tộc phòng ngự ý nghĩ, đậu trường sinh sớm đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Cho nên tại chém giết Minh Long về sau, lập tức liền đem tiên thiên thần binh đưa đi, chính là định chết một lần, sau đó mượn nhờ tử vong phục sinh thiết định phục sinh điểm, trực tiếp tẩy thoát rơi hiềm nghi. Đây là đậu trường sinh tại hoàn thành, tại thế cẩu thần, không lâu sau nghĩ tới đấu pháp, cái này thiết định phục sinh điểm, chỉ là nhờ vào đó bảo mệnh, như vậy thì cấp quá thấp. Cái mạng này đã không có ý định còn sống, đậu trường sinh tự nhiên muốn hiệu quả sử dụng tốt nhất, tả hữu cũng đã động thủ. Như vậy thì muốn hung hăng cắn long tộc một miệng, thương long cái kia lấy được chiến quả quá khó khăn, nguyên thủy long nữ là người một nhà, tây phương thần bí không biết cái này chỉ còn lại lôi long cái này một lựa chọn làm lôi long càng có một cái ẩn tàng chỗ tốt lôi long cùng viên thủy long nữ cạnh tranh đây là tung gạch nhữ ngọc cố ý đảo loạn long tộc nội bộ chướng nhãn pháp muốn đem nước cho quấy đục hiện nay thập bát trọng địa ngục đã chiếm lấy như vậy đến đón lấy cũng là đẩy viên thủy long nữ thượng vị long tướng lôi long đây là một cái đối thủ cạnh tranh có thế giết thì giết không thể giết cũng muốn trọng thương lôi long để lôi long bắt đầu bế quan liệu thương tính tạm thời bên dưới tình cảnh này nói đến cũng là đậu trường sinh an bài kết quả. Viên thủy long nữ cùng lôi long ước hẹn, nhờ vào đó tạm thời rời đi Đông Hải Long Cung, có không cách nào lập tức xuất thủ can thiệp thập bát trọng địa ngục truyền tống lý do, sau đó lại đem lôi long người cạnh tranh này dẫn tới trước mặt mình. Lần này trong kế hoạch đồ có ba động, nhưng cho tới bây giờ không thể nghi ngờ là vô cùng thuận lợi. Đậu trường sinh hung mảnh xông về lôi long, giờ phút này phát sinh thời gian rất ngắn, nhưng đã đầy đủ long tộc kịp phản ứng. Đông Hải Long cung phương hướng quang mang dâng lên, ánh sáng ống ánh trụ sông lên trời không, giống như một đạo thiên trụ, chống lên bầu trời cùng đại địa. Long tộc thủ hộ đại trận ngay tại mở ra, lần này Long tộc có lần trước Đông Hải chi chiến giáo huấn, có thể nói là bảo thủ lên. Lần trước Long tộc thủ hộ đại trận mở ra, lại lại không có hoàn toàn mở ra, có thể ngăn cản tiên thiên thần binh, có thể tại bất hủ thần binh phía dưới vô cùng yếu ớt, lần này Long tộc muốn duy nhất một lần mở ra đúng chỗ, trực tiếp đề phòng bất hủ thần binh. Nhưng khi Long tộc thủ hộ đại trận mới vừa vặn mở ra, Quanh. Một tiếng vang thật lớn liền đã truyền ra lần này chấn động, bạo phát dư âm bao phủ Đông Hải tứ phương. U Minh toái phiến thế giới đứng mũi chịu sào, dường như bị cái này kinh khủng nổ tung uy lực tung bay, thế giới bắt đầu chấn động, U Minh toái phiến thế giới nứt ra lỗ hổng, đã lại một lần nữa khuếch trương lớn. Sấm sét thanh âm, chấn động cửu thiên thập địa. Cái kia từng đạo từng đạo kinh khủng lôi đình, giống như lôi vũ đồng dạng, buông xuống đến Đông Hải. Quanh kích lấy Đông Hải Long cung, mỗi một lần lôi đình rơi xuống, đều sẽ để Đông Hải Long cung rung động. Cái kia bay lên sáng sáng quan trụ, trong lúc nhất thời không ngừng huyển lên tiêu tan lên, dường như giống như là không ngừng sáng lên cùng đóng lại đèn sáng, không ngừng lấp lóe bên trong đang ở vào một loại muốn xấu biên giới. Lôi đình chí cương chí dương, đây là thiên kiếp chi lực. Đây là một loại sát phạt chi lực, phá tà chi lực, khắc chế hết thảy ngưu quỷ xà thần. Cái này một loại kinh biến, lập tức kinh trụ Đậu Trường Sinh, cái này lôi đình chi lực cùng trước mắt Lôi Long hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên đều là lôi đình, có thể lôi đình cũng chia là vô số loại cái này một loại lôi đình thẳng thắng thoải mái tràn ngập cuồng giả cùng bạo ngược hung lệ rối tinh rối mù cái này chính phù hợp lôi đình không chút kiên kỵ chân ý ngược lại lôi long lôi đình chi lực tuy nhiên vô cùng cường đại có thể đã mất đi cái kia giả tính cái này không có nghĩa là uy lực yếu chỉ là am hiểu phương hướng khác biệt một cái thô cuồng một cái tinh tế tỉ mỉ cái này trên lệch quá xa cực kỳ tốt phân biệt cho nên đậu trường sinh biết đây không phải lôi long thủ đoạn trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán ra là ai đậu trường sinh không biết có thể thương long lại là hiểu được. To lớn đầu rồng quay lại, nhìn hướng đông hải long cung phương hướng, phát ra tức giận gầm thét lên, gia luật hồ từ. Các ngươi hồ mang muốn khai chiến sao? Nguyên lai là hồ mang gia luật đại hãn đậu trường sinh đối với vị này không xa lạ gì, đây cũng không phải là cái gì muốn mặc nhân vật, cùng mình tiện nghi đại ca cùng loại, nhất là so chính mình tiện nghi đại ca nhiều ba phần xảo trá. Hắn tay bên trong chấp trưởng tiên thiên thần binh, là lôi đình chi chủ y. Món này tiên thiên thần binh, tiên thiên đặc tính chính là khóa chặt mỗi một kích đều tuyệt đối sẽ không thất bại, năng lực như vậy rất mạnh. Đương nhiên cũng là có thể tìm kiếm lỗ thủng, muốn là trở thành bất hủ thần binh về sau, như vậy đây chính là tất trúng, đến một bước này về sau, ngươi lại nghĩ tìm kiếm lỗ thủng thì rất không có khả năng. Gia Luật Hồ từ tay cầm Lôi Đình chi chủ y, trực tiếp tiến công Long tộc, cái này ngoài đậu trường sinh đoán trước. Hồ Mang nhất tộc cùng Long tộc đều là ngũ tộc liên minh, song phương thế nhưng là cùng một chỗ thề muốn ngăn chặn nhân tộc. Lúc trước ngũ tộc liên minh cùng một chỗ, thế nhưng là làm không ít chuyện, nhất là lần trước đông hải chi chiến hồ mang nhất tộc cũng là tiếp viện long tộc viện quân song phương quan hệ là không tệ nhưng lúc này đây hồ mang trực tiếp đối long tộc ra tay rất khiến người ngoài ý bất quá lại ngoài ý muốn bây giờ gia luật hồ từ động thủ đây là không giả được nhất là cái kia từng đạo từng đạo lôi đình đánh vào đông hải long cung phía trên chính là gia luật hồ từ banh kích long tộc thủ hộ đại trận vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn mở ra dường như giống như là tạm ngừng một dạng đương nhiên muốn là bằng này ngăn cản thủ hộ đại trận mở ra, cái này cũng là không được. Có thể gia luật hồ từ thời cơ xuất thủ phi thường tốt, chính là vỡ ra Đông Hải không gian thời điểm, lúc này không gian chấn động, long tộc thủ hộ đại trận mở ra, cần thời gian nhất định lắng lại không gian chấn động. Muốn là long tộc thủ hộ đại trận cưỡng chế mở ra lời nói, như vậy cũng là có thể cường tự mở ra, không thèm đếm xỉa đến không gian chấn động. Nhưng lúc này có người xuất thủ về sau, hai loại nguyên nhân điệp chung vào một chỗ, liền để long tộc thủ hộ đại trận trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn mở ra. Nhất là gia luật hồ từ trong tay cái này tiên thiên thần binh, lần lượt khóa chặt Đông Hải Long cung, không, cái này không chỉ là Đông Hải Long cung, gia luật hồ từ biết long tộc thủ hộ đại trận một số mắt trận, bây giờ cầm lôi đình chi chủ y oanh kích, hoàn toàn có thể khóa chặt mắt trận vị trí. Cho dù là một lần oanh kích, long tộc cũng sẽ chống cự, không cách nào phá hư rơi mắt trận, nhưng tuyệt đối là kiềm chế mắt trận lực lượng, trì hoãn long tộc thủ hộ đại trận mở ra. Trong thấy tình cảnh này về sau, Đậu Trường Sinh chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung. Có chuẩn bị mà đến. Giờ phút này mộng sinh ra cái này một loại ý nghĩ, có thể không chỉ là Đậu Trường Sinh. Chuyện đơn giản như vậy tình, Thương Long cũng nhìn ra đến, cho nên tới trực tiếp quát hỏi Hồ Mang phải chăng muốn khai chiến. Cái này một loại đe dọa, đối với còn lại bất luận cái gì nhất tộc, đều là phi thường có tác dụng. Liền xem như nhân tộc cũng dính chiêu này, cũng biết Thương Long có rất lớn đe dọa thành phần, có thể nhân tộc căn bản không dám đánh cược rõ ràng có thể cố đoạt lại Long Môn, có thể lớn nhất về sau nhân tộc hao tốn nhiều như vậy tay chân, lại là tham dự Long Môn đại hội, lại là cố ý yếu thế. Những người khác sợ, bởi vì bọn hắn suy tính nhiều, cũng so với vì cái gì lý trí. Nhưng một bộ này, đối với Hồ Mang mà nói không có tác dụng. Thập đại chủng tộc bên trong lẫn vào một cái mãn phu, cái này một cái mãn phu qua nhiều năm như vậy không có hủy diệt, ngược lại cực kỳ hưng vượng. Cũng là bởi vì bọn họ không phải mặt ngoài mãn, vụng trộm tinh, đến mức trở thành không đâu vào đâu, đều là không lấy lòng. Bọn họ là thật mãn, ngươi dám động thủ, bọn họ thì dám làm. Mà lại là không chết không thôi loại kia, nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, có can đảm tại ngày ngày xuôi nam xâm lược nhân tộc, cũng chính là hồ mang bộ tộc này. Đây là liền nhân tộc đều đau đầu chủng tộc. Thương Long nộ hống về sau, gia luật hồ từ không chút do dự trả lời nói, vậy liền khai chiến. Một câu nói kia chém đinh chặt sắt, bất kỳ chần chờ cùng do dự, đều là đối gia luật hồ từ không tôn trọng sau một khắc càng thêm âm thanh vang dội vang vọng cửu thiên thập địa chỉ là một số cá chạch đoạt các ngươi thập bát trọng địa ngục đây là muốn tốt cho các ngươi là thay các ngươi tiêu trừ tai họa ngầm các ngươi không những không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói còn dám phản kháng không trang ngã bài ta cự nhân tộc bách lực hôm nay muốn liên hợp hồ mang huynh đệ tiêu diệt các ngươi long tộc chương 953, lại sử dụng ác chủ bài bách lực đây không phải một cái tên xa lạ cự nhân tộc tà giáo ngang dọc nhưng có thể tại vô số tà giáo bên trong chỗ hết tài năng người ít càng thêm ít, mà có thể bị cự nhân tộc đều cấm đoán giáo phái, vậy liền chỉ có một cái. Nguyên bản tên tên không nổi danh, ngược lại thất tội dạy đại danh đỉnh đỉnh. Đây là một tôn cự nhân tộc cường giả, nhưng giờ phút này đột nhiên tự bạo thân phận. Lại là phi thường chọc người hoài nghi, dù sao hiện nay đang ở vào hóa long trạng thái, căn bản là không có cách nghiệm chứng chân thân. Cho nên đang lắng nghe gặp đậu trường sinh lời nói về sau, lôi long trong lòng lập tức sinh nghi, hoài nghi đây là một loại chứng nhãn pháp, là trước mắt cái này một vị thần bí địch nhân, cố ý nói ra một cái tên. Lôi Long ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trước mắt đầu này chân long, ánh mắt xéo qua có thể rõ ràng trông thấy, thương long to lớn thân rồng đã hướng về Đông Hải Long cung thường đi. Gia Luật Hồ từ đột nhiên động thủ, trực tiếp quấy nhiễu Long tộc thủ hộ đại trận mở ra, cái này động thủ người tự nhiên không chỉ là Gia Luật Hồ từ, thương long không thể không trở về chủ trì đại cục, bắt đầu tự mình nên chiến địch đến. Nhưng nơi này cũng không thể từ bỏ, thương long lại trước khi rời đi, trực tiếp cho Lôi Long ra lệnh, muốn lôi long liên hợp viên thủy long nữ đem cái này một vị giết chết minh long kẻ cầm đầu cho chém giết thương long mới xông ra hơn trăm trượng liền đã lại hướng nơi xa ra lệnh Từ phía tây phương hướng một đạo hào quang ống ánh vọt tới đây cũng là một tôn tiên thiên thần ma mà tại ánh sáng chói lóa đằng sau một đầu tiếp lấy một đầu chân long theo sát tiên thiên thần ma vọt tới tây phương nơi này là sinh lộ nhưng cũng chỉ là mặt ngoài thực thì đã có tiên thiên thần ma liên hợp đông đảo thần ma cùng một chỗ trong bóng tối bắt đầu mai phục liền đợi đến đậu trường sinh lựa chọn con đường này chạy trốn, như vậy đậu trường sinh đem về rơi vào bọn họ vòng phục kích. Hiện nay bởi vì gia luật hồ từ đột nhiên động thủ, Thương Long biết thời gian cấp bách, cái này phục kích một ít nhân thủ, nhất định phải chủ động tham chiến, trước hết giết địch nhân về sau, lập tức bắt đầu tiếp viện những chiến trường khác. Đậu trường sinh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, đối Thương Long rời đi vui thấy kỳ thành. Cái này một vị Long tộc chi chủ ở chỗ này áp lực quá lớn, đối phương chỉ là tự thân chiến lực, cũng là chí cường giả, chớ đừng nói chi là có thể lấy được ngoại lực, nhất là có thể vận dụng bất hủ thần binh tổ long điện. Đây chính là hàng duy đã kích, tất bại chiến đấu. Bây giờ làm thương long sau khi rời đi, hết thảy lại khác biệt. Đậu trường sinh không biết hồ mang vì sao động thủ, nhưng vô cùng cảm kích bọn họ, bọn họ xuất thủ về sau, lần này chính mình làm sự tình càng nhiều, mà lại cũng có thể vô an cho những người khác, chính mình vị này người hiền nghi, tuy nhiên y nguyên dễ thấy, nhưng lại là có người cũng giống như mình ở vào dễ thấy vị trí. Chính mình nói là cự nhân tộc, có thể long tộc nhất định sẽ hoài nghi mình là hồ mang. Đậu trường sinh đầu rồng ngang nhiên, gào thét ở giữa trùng kích lôi long. Ngắn mũi khe hở về sau, đại chiến lại một lần nữa bạo phát. Lôi long xông về trước ra, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang lên về sau, lôi long đã khôi phục chân thân, đây là một đầu dài đến mấy trăm trượng chân long. Toàn thân trên dưới vảy rồng, tràn ngập điện quang, một từng đạo ánh chớp thời gian lập lòe, giữa lẫn nhau không ngừng tổ hợp lại với nhau, như cùng một cái điện long còn cuốn lôi long bay múa. Lôi đình lấp lóe, quang mang chiếu rọi tứ phương hào quang chói sáng xua tán đi minh nguyệt quang mang giống như là một vòng mặt trời hào quang sáng chói chiếu rọi thiên địa xua tán đi giữa thiên địa hắc ám đối với vạn tộc mà nói chính mình mạnh nhất vĩnh viễn là hiển hóa ra chân thân thời điểm yêu tộc như thế phượng hoàng tộc như thế long tộc tự nhiên cũng như thế lôi long khôi phục chân thân về sau đuôi rồng vung vẩy vỡ ra không gian có thể rõ ràng trông thấy không gian ba động giữa thiên địa giống như là sinh ra từng đạo từng đạo màu đen thâm thúy lỗ hổng hung mảnh bá đạo đuôi rồng phía trên hiện ra sáng chói điện quang. Điện quang lấp lóe, có thể rõ ràng trông thấy, này từng đạo từng đạo điện quang, như mini bản lôi long, ngay tại dương nanh múa vuốt, diệu võ dương oai, từng đạo từng đạo lôi đình phù lục, không ngừng hiển hiện ra. Bồ này đại biểu cho thiên địa bản nguyên, lẫn nhau xứng liệt kê chỉnh tề, diễn sinh ra được từng đạo từng đạo lôi đình. Lôi đình thâm thúy, dường như như to lớn vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện cái này rung động một màn, lôi đình hung mảnh bành trướng, đậu trường sinh liếc một chút liền đã nhìn ra cái này tự nhiên không chỉ là lôi long bản sự cũng là tiên thiên thần binh lực lượng lôi long cái này đuôi rồng nhìn như cùng mình liền thành một khối kỳ thực là tại thân thể máu thịt đuôi rồng phía trên bao trùm một kiện tiên thiên thần binh đây là lôi đình giảng món này tiên thiên thần binh đậu trường sinh xem xem qua tài liệu hắn tiên thiên đặc tính chính là âm lôi tên đầy đủ vi tiên thiên âm lôi đây không phải như bạo ngược không kiên nể gì cả hung lệ dương lôi âm lôi chủ nước cái này không có có thiên lôi cuồn cuộn vỡ nát hết thảy thiên uy có thể thắng ở vô thanh vô tức có thể thẩm thấu địch nhân nội bộ lôi đình giảng cương mảnh bá đạo nhưng tiên thiên âm lôi lại là âm nhu quỷ dị hai người lực lượng hoàn toàn khác biệt cái này nếu là không biết trong đó tình tự nhiên sẽ bị lôi long hố trực tiếp mắc lừa thụ thương trong chiến đấu ở vào hạ phong sau cùng tiên thiên âm lôi lực lượng không ngừng tích lũy đến lúc cuối cùng tiên thiên âm lôi bạo phát một khắc này thì là tử vong thời điểm không khách khí giảng hiện tại thập đại chủng tộc bên trong, còn lại các tộc cường giả tư liệu, nhân tộc không nhất định đầy đủ. Có thể long tộc nơi này tình báo, tuyệt đối là cặn kẽ nhất, kỹ càng đến lôi long tiên thiên thần binh, đậu trường sinh đều rõ như lòng bàn tay cấp độ. Chuyện không có cách nào khác, có viên thủy long nữ dạng này tiên thiên thần ma trong đó quỷ, như thập bát trọng địa ngục dạng này bí ẩn kế hoạch không biết, có thể còn lại một số bí mật, căn bản là không có cách ẩn giấu đi. Đậu trường sinh trong đầu hiện ra lôi long tài liệu cặn kẽ, giờ phút này nếu là có tiên thiên thần binh nơi tay, nương tựa theo trạm lô kiếm cùng băng phách đao uy lực, mở ra ba đầu sáu tay về sau, đậu trường sinh có lòng tin cố ý bán một sơ hở, sau đó mượn nhờ thụ thương, trực tiếp trọng thương rơi lôi long. Dù là lôi long không giống như là minh long một dạng bị chính mình còn khắc chế, nhưng cũng có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại tới. Đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo lôi long tình báo tiết lộ quá nghiêm trọng. Theo võ học, đến thần binh, đậu trường sinh biết. Bây giờ khuyết thiếu công thành tiên thiên thần binh, có thể đậu trường sinh cũng không có lựa chọn du tẩu đấu pháp, tây phương chỗ đó có một tôn tiên thiên thần ma vọt tới, thần ma số lượng không thấp hơn năm vị. Thần ma liên thủ, uy hiếp cũng không lớn, có thể cái này một số thần ma không chỉ sẽ liên thủ, bọn họ cũng sẽ tạo thành chiến trận, dạng này lực lượng bắt đầu tăng vọt, uy hiếp tính thì không nhỏ, muốn là lại có một tôn tiên thiên thần ma chủ trì, đây chính là tâm phúc chi hoạn. Nguyên thủy long nữ cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ, cho nên không có thời gian đi chậm trễ. Đậu trường sinh mắt thấy đuôi rồng vung vẩy, hung mãnh quốc chính mình, đậu trường sinh theo bản năng thì phải hóa thành nguyên tố chi thể, nhưng cái này một cổ xúc động, sau cùng cứ thế mà ngăn chặn lại, nguyên tố chi thể đặc thù quá rõ ràng, cái này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến chính mình. Đậu trường sinh cũng không có ý định ngạnh kháng, long trảo hướng về phía trước dò ra, pháp lực chen chút hội tụ, trong nháy mắt long trảo bạo tăng gấp trăm lần, giữa thiên địa âm linh khí, đã không ngừng bị long trảo thôn vệ, gào thét mà lên âm linh khí, như cũ tại tứ phương liên tục không ngừng tụ đến. Từng tia từng sợi âm linh khí, bắt đầu hội tụ vào một chỗ, giống như từng cái từng cái giang hà, trùng trùng điệp điệp vọt tới. Nhất lên thanh thế kinh thiên động địa, cái này ngay tại hội tụ u minh thế giới lực lượng. Cứ việc vô thần binh, tự thân đặc hữu bản sự, giờ khắc này không cách nào sử dụng, vô cùng ảnh hưởng đậu trường sinh phát huy. Nhưng có một ít gì đó, lại là có thể dùng. Thanh Long tham khảo. Đây là một chiêu đơn giản chiêu thức. Có thể chính là như vậy cơ sở, mới có lấy không giống đồng dạng lực lượng. Giống như là hắn hắn võ học, làm tu vi vượt xa khỏi hắn phẩm cấp về sau, hiệu quả liền đã không lớn, chiêu thức ảnh hưởng nghiêm trọng uy lực phát huy, có thể cơ sở chiêu thức khác biệt, cái này là có thể dùng đến thiên hoang địa lão. Coi ngươi là tông sư, cái này liền có thể phát huy ra tông sư uy lực. Nhất là loại chiêu thức này, chính là quan sát long tộc diễn hóa mà đến. Pháp lực không ngừng hội tụ, ngưng tụ mà thành to lớn long trảo, phía trên hiện ra đường vân, còn như thân thể máu thịt. Một thanh hướng về hung mảnh đuôi rồng chụp tới, ở giữa không trung đụng vào nhau, trong nháy mắt long trảo hiện ra rạn nứt dấu vết, như là tơ nhện lưới đồng dạng, trải rộng long trảo trên dưới, sau một khắc long trảo đã phá vỡ đi ra, pháp lực bắt đầu tán loạn, liên tục không ngừng vọt tới âm linh khí, cũng không khỏi một trận. Cứ việc hội tụ u minh toái phiến thế giới lực lượng, nhưng đậu trường sinh không dám quá làm càng, biểu dương ra, diêm la trấn ngục kinh, đặc điểm, cho nên lực lượng có hạn, bất quá cho dù là vận dụng các diêm la trấn ngục kinh, cũng gánh không được một kích này. Tiên thiên thần binh, đến cùng là tiên thiên thần binh. Long trảo sau khi vỡ vụn, sau một khắc lại một cái long trảo rơi xuống. Trong khoảnh khắc long trảo lại phá toái, nhưng cái này ngắn ngủi trì hoãn, cũng cho đậu trường sinh tranh thủ đến thời gian, long trảo lại một lần nữa rơi xuống. Từng cái long trảo, như là vô cùng vô tận một dạng. Quanh, quanh, quanh. Liên tục tiếng oanh minh, ngắn ngủi không đến một cái hô hấp bên trong, liên tiếp bắt đầu xuất hiện. Tình cảnh này chấn hám nhân tâm, ở phương xa chạy tới hoàng long trong mắt, cái này một vị địch nhân thần bí, đối phương long trảo không ngừng rơi xuống, giờ khắc này phản phất có được ngàn trảo, vô cùng vô tận, như nước mưa đồng dạng. Thời gian chi lực. Đúng vậy, cho dù là một lần long trảo rơi xuống, điều này có thể để lôi đình giản dừng lại nháy mắt, cho đậu trường sinh tranh thủ đến thời gian, có thể cái này một cái thời gian cũng không đủ để long trảo hội tụ âm linh khí ngưng tụ mà thành. Có thể tạo thành này chấn hám nhân tâm một màn, tự nhiên là đậu trường sinh ảnh hưởng tới thời gian. Những khả năng khác không thể bại lộ, có thể thời gian chi lực có thể, bởi vì đậu trường sinh giờ phút này hóa vì chút long nhất tộc, thân phận như vậy phi thường tốt phân biệt, Liếc một chút liền có thể nhìn ra được đậu trường sinh nói là bách lực long tộc hoài nghi là hồ mang muốn là lại có thời gian chi lực đâu phải chăng liền có thể là chúc long hiện nay long tộc nội bộ tranh đấu nghiêm trọng bình thường dạng này vu oan hãm hại tuyệt đối không người đi hoài nghi chúc long nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ có người suy nghĩ chúc long hoài nghi cùng nghi ngờ là căn bản là không có cách ngăn chặn không xuất hiện còn tốt làm xuất hiện về sau vốn là rất bình thường cử động cũng sẽ để ngươi sinh ra một số tối tâm liền nghĩ ra được tựa như là một hạt giống sớm muộn đều muốn mọc rễ nảy mầm khác nhau chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề bất quá thương long có thể khắc chế nghi ngờ lấy lý trí đối mặt trúc long sẽ không tự tổn thành tường làm ra người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình đậu trường sinh cũng sẽ không cho là lần này liền có thể nhất chiến kiến công một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hiện tại thương long có thể bảo trì lý trí có thể tương lai muốn là đang phát sinh những chuyện tương tự hoặc là trúc long khiêu chiến thương long quyền uy như vậy hiện tại đây hết thảy sẽ là một cái mồi dẫn lửa triệt để đánh thương long lý trí. Lôi long khí thế hung hung một kích, tại thời gian chi lực phía dưới, đã bị đậu trường sinh chặn. Mà khí thế lao tới trước không có đình chỉ, đây là lựa chọn liều mạng nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần ngăn trở lôi long công kích, như vậy đậu trường sinh liền sẽ đến từ lôi long phía trước, giờ khắc này thời gian chi lực không ngừng bạo phát, còn như hồ nước, giữa thiên địa sóng nước lấp loáng. Lôi long trong tầm mắt địch nhân, dường như sẽ thuấn di đồng dạng, đã tới cho tới trước mặt mình. Lôi long biết đây là thời gian chi lực hiệu quả, thời gian chi lực dùng để ảnh hưởng địch nhân, đây là một loại lãng phí cách dùng, tốt nhất cách dùng là đối với mình sử dụng. Đối mặt với thời gian chi lực, địch nhân sẽ giải dụ, dạng này sẽ tăng lên thời gian chi lực tiêu hao. Nhưng đối với mình sử dụng sau, chính mình sẽ không kháng cự, lần này giảm ít một chút thời gian chi lực, mấy lần sau thì sẽ phi thường có thể nhìn, gia tăng chiến đấu thời gian, cũng có thể dùng nhiều mấy lần thời gian chi lực. Lôi Long không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, bởi vì lựa chọn chỗ trống không nhiều, muốn là giờ phút này lui, trước mắt địch nhân liền có thể lao ra, đến lúc đó không cách nào cùng uyên thủy long nữ còn có phương xa hoàng long cùng một chỗ vây kính chính vào hồ mang đột nhiên đối long tộc xuất thủ thời kỳ mấu chốt long tộc đã không có lực lượng tăng viện dạng này hậu quả thì là địch nhân khả năng thừa dịp chạy loạn rơi lôi long giờ khắc này hoài nghi người trước mắt là hồ mang nhất tộc người thời cơ quá xảo hợp lôi long không thể không nghĩ như vậy phương xa gia luật hồ từ phản phất là cho cái này thần bí địch nhân yểm hộ một dạng vốn là kết cục chắc chắn phải chết bây giờ vậy mà xuất hiện sinh lộ lôi long trong lòng nổi nóng chiến đấu như vậy là lôi long không thích nhất nắm giữ tiên thiên âm lôi lôi long tự nhiên không phải một vị ưa thích cương chính mặt người đánh giáp lá cà cũng phải làm tốt chuẩn bị nhưng bây giờ không chỉ là không chuẩn bị còn nhất định phải cứng rắn xông đi lên hoàn toàn không cách nào tự do phát huy cái này khiến lôi long thực lực bị hạn chế lấy lôi long kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối với tình cảnh này xuất hiện kết quả trong nội tâm đã dự liệu được khẳng định phải rơi vào địch người mưu hại bên trong dù sao xuất hiện tình cảnh này là bị địch nhân bắt lấy xương sườn mềm đổi thành là mình cái này một sơ hở cũng sẽ sử dụng lôi long trong lòng không vui thế nhưng muốn vào bẫy không phải vậy địch nhân chạy mất hậu quả đây là lôi long không cách nào gánh chịu thật tốt một trận vây giết chiến đấu sau cùng kiểm xuất hiện cái này một kết quả thật làm cho nhân nạn thụ lôi long trực tiếp chính diện xung kích về đằng trước hai đầu chân long chính diện đụng vào nhau mỗi người mở ra miệng rồng hung ác hướng về đối phương tác tới nhưng lôi long mới mở ra miệng rồng liền bị sắc bén long trảo bắt lấy bé nhọn long trảo đâm vào huyết thịt về sau, lôi long miệng rồng trên dưới máu me đầm đìa, vốn là muốn mở ra miệng rồng, lập tức bị nắm. Mà đậu trường sinh ngược lại một miệng, hung ác cắn xuống dưới, cắn một cái tại lôi long thân rồng phía trên. Bé nhọn hàm răng, cắn lấy vảy rồng phía trên. Lập tức hiện ra hỏa tinh, rực rỡ tia lửa không ngừng vẫy ra. Lôi đình đoán thể, cái này một vị từ phổ thông thủy tộc, từng bước một vượt khó tiến lên, trở thành một tôn tiên thiên thần ma lôi long. Tu thành tiên thiên lôi đình chi thể, cái này bỏ ra vô số khó khăn, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Minh Long yếu ớt không chịu nổi thân rồng, đây chính là khiếm khuyết, cho dù là có bất tử chi khu, thế nhưng cứ thế mà bị đậu trường sinh cắn xé ăn hết, nhưng lôi long lại là kháng xuống tới. Thăng cấp lệnh. Thăng cấp. Chương 954, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng hắn dĩ nhiên thẳng đến đánh lén. Thăng cấp lệnh, thần binh. Cái này sau cùng một kiện, vốn là dự định giữ lấy. Khả năng tương lai đối cửu u đao sử dụng, để món này thần binh cũng trở thành tiên thiên thần binh. Bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, bởi vì đậu trường sinh trong tay tiên thiên thần binh không ít, loại hình công kích tiên thiên thần binh đã có băng phách đao cùng trạm lô kiếm, cho nên cái này thăng cấp lệnh thần binh xem như ác chủ bài dự trữ lấy. Hiện nay đối mặt với cái này một cái bẫy thế, đậu trường sinh dự định vận dụng cái này một lá bài tẩy. Nguyên bản truyền tống đi thập bát trọng địa ngục về sau, đậu trường sinh kết cục đã đã định trước, muốn bị long tộc cho vây giết đến mức cùng thập bát trọng địa ngục cùng một chỗ truyền tống đi, đây là không thực tế sự tình, long tộc không phải người chết, mặc cho thập bát trọng địa ngục truyền tống, làm truyền tống một khắc này bạo phát thời điểm, long tộc khẳng định sẽ xuất thủ ngăn trở, đậu trường sinh cần phải làm là lưu lại đoạn hậu, vì thập bát trọng địa ngục trời đi hộ giá hộ tống. Nhưng cái này một loại hẳn phải chết kết quả, lại là sinh ra sinh cơ. Như vậy đậu trường sinh tự nhiên là muốn cải biến sách lược, liều chết trọng thương lôi long kế hoạch thăng hoa. Đậu trường sinh dự định xử lý lôi long. Chấp chưởng lôi đình người, đều là các tộc cường giả. Chuyện không có cách nào khác, cái này một cổ lực lượng thì mạnh như vậy. Lôi Long là một tôn cường đại chân quân, tương lai có hy vọng đột phá trở thành chí cường giả, tại bất hủ thời đại mở ra về sau, cũng là Long tộc hàng hai đột phá giả một trong. Chỉ cần Long tộc bất diệt, Lôi Long không chết, tương lai đột phá trở thành bất hủ thần ma tỷ lệ rất lớn. Cái này tự nhiên là chẳng đánh mục tiêu, tuy nhiên độ ưu tiên không bằng Thương Long cùng Chúc Long, nhưng hai vị kia quá khó giết. Mà trước mắt giết Lôi Long đã xuất hiện cơ hội làm thăng cấp lệnh thần binh sử dụng sau mục tiêu chính là đậu trường sinh hàm răng so sánh với móng vuốt hàm răng mới thứ nhất bén nhọn lực trắng cũng là mạnh nhất tương lai tay không tất sắc thời điểm cũng rất ít đại bộ phận là đều có tiên thiên thần binh nơi tay chỗ dùng bàn tay không là chỉ giáp không thích hợp kỳ thật cũng là đậu trường sinh lo lắng bàn tay là thân thể máu thịt ảnh hưởng này quá lớn dù sao đậu trường sinh không muốn bản thân hóa thành bảo vật đem mình làm làm thần binh tế luyện nhìn như cường đại có thể kỳ thực đậu trường sinh lo lắng ảnh hưởng tương lai đạo đồ móng tay cũng lại không ngừng tăng trưởng duy chỉ có hàm răng không có phương diện này tai họa ngầm cùng lắm thì toàn bộ lột đương nhiên cũng là giờ phút này lôi long đang ở vào trong miệng mình thăng cấp sau lập tức liền có thể dùng đến đến lợi ích tối đại hóa khẳng định không phải thăng cấp hàm răng nhưng người nào để bây giờ đậu trường sinh muốn muốn làm như thế hoàn toàn có thể ngang tàn một thanh người sống một đời cầu cũng là khoái ý nhất là đây là một lần dò xét phục sinh sau sẽ không mang theo thần binh nhưng muốn là cái này thần binh là một phần thân thể đâu. Đậu Trường Sinh đặc biệt hiếu kỳ, phục sinh sao phải chăng không có hàm răng. Đương nhiên cầm một kiện tiên thiên thần binh nếm thử, cái này một cái đại giới vô cùng đắt đỏ, Đậu Trường Sinh cũng không có hào đến cái này địa vị, Uyên Thủy Long nữ là có thể cho Đậu Trường Sinh vững tâm. Chỉ cần mình chết tại Uyên Thủy Long nữ trong tay, đến lúc đó không cần cầm về, chỉ cần Uyên Thủy Long nữ cầm những bảo vật khác bổ khuyết là được, phương diện này không cần lo lắng, Uyên Thủy Long nữ có thể là quỷ nghèo, không bỏ ra nổi giá trị tương đương bảo vật có thể nhân tộc sung túc a nhân tộc vốn liếng đậu trường sinh một mực đoán không ra cái này giống như sương mù dày đặc đồng dạng thật là một chút cũng nhìn không thấu bởi vì làm ngươi để lộ một tầng về sau phía dưới còn sẽ xuất hiện một tầng một tầng tiếp lấy một tầng ngụy trang nhìn qua vô cùng vô hại càng là tiếp xúc thập đại chủng tộc càng là có thể cảm giác được bọn họ hàm kim lượng cả đám đều không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy muốn là chủng tộc khác cho rằng thập đại chủng tộc thì chút thực lực ấy như vậy khi bọn hắn tiến công lúc sau cùng tuyệt đối là đại bại thua thiệt. Còn lại đại tộc đều như thế, mà xem như thiên địa bá chủ nhân tộc, ác chủ bài có thể nghĩ. Nhìn như nhân tộc không nắm chắc bao hàm, viễn cổ thời kỳ chỉ là đồ ăn, tại thượng cổ sau mới chậm rãi cuộc khởi, kém xa yêu tộc cùng long tộc đi qua đều là thiên địa bá chủ, nhưng có một chút muốn đặc biệt chú ý. Bây giờ nhân tộc là thiên địa bá chủ, bọn họ đều là quá khứ thức. Trước kia đều lâm vào một cái lầm lẫn, nhận là quá khứ cường đại nội tình thâm hậu, viễn cổ cũng là mạnh, kỳ thực đây là 10 phần sai bất luận là đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai, mãi mãi cũng là hiện quản mới là mạnh nhất. Viễn cổ thời kỳ bá chủ, trải qua thượng cổ niên đại, bọn họ nội tình tại dài dằng dặc thời gian phía dưới, cũng sớm đã thất linh bát toái, chỉ là quá khứ huy hoàng, có thể làm cho bọn họ đi truy tầm. Cho dù là long tộc cũng bị mất viễn cổ long môn, hiện nay muốn tìm trở về. Thăng cấp lệnh, thần binh trong nháy mắt đã hoàn thành thăng cấp, đầu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình hàm răng hoàn thành thuế biến, tiên thiên chi vật cũng là dùng tốt, muốn lúc trước thăng cấp lệnh thần binh phẩm cấp không đến tiên thiên lúc dạng này thăng cấp căn bản không có khả năng thành công khuôn sáo ước thúc quá lợi hại trăng rồng thăng cấp thành vì tiên thiên thần binh về sau nguyên bản không thể phá vỡ lôi long đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được lôi long vẫy rồng phía trên lực cản chính đang không ngừng biến mất giống như sắt thép vẫy rồng giờ khắc này dường như chỉ là nhựa plastic một dạng cứ việc nhựa plastic cũng có được độ cứng nhưng cũng không tiếp tục không cách nào cán động trang rắc trăng rắc trăng rắc thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, lôi long hiện ra điện quang vẫy rồng, bắt đầu không ngừng phá toái, như là rạn nứt tường da đồng dạng, bén nhọn răng rồng cắn nát vẫy rồng, đã xâm nhập đến máu thịt bên trong. Máu tươi cùng huyết nhục hỗn hợp có vẫy rồng, điện quang không ngừng bay múa, tại đậu trường sinh miệng rồng bên trong lấp lóe, giờ khắc này đậu trường sinh giống như cắn một cái lôi đình, đùng đùng không dứt thanh âm vang vọng không ngừng. Cắn một cái đi xuống, lôi long bị đau, một đôi mắt lộ ra hung lệ, đuôi rồng ầm vang ở giữa vung vẫy, giống như roi thép đồng dạng, hung mảnh hướng về đậu trường sinh quốc mà đến. Đối với cái này đậu trường sinh làm như không thấy, hung ác miệng rồng miệng lớn cắn động lên lôi long, long trảo bắt lấy lôi long miệng, mặt khác long trảo thật chặt bắt lấy lôi long, mặt khác đuôi rồng thuận thế quấn chặt lấy lôi long, một mực đem lôi long chói chặt lại, không cho lôi long tránh thoát trói buộc. Đậu trường sinh giờ khắc này căn bản liều lĩnh, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Quanh một tiếng lôi long hung mảnh lôi đình giản Quốc vào đậu trường sinh trên thân không thể phá vỡ vảy rồng lập tức phá toái da tróc thịt bông huyết nhục đã mơ hồ nhìn như thương thế cực lớn, nhưng cũng liền dừng bước tại này. Một kiện tiên thiên thần binh thương thế không nhỏ, có thể đậu trường sinh sớm đã xưa đâu bằng nay, phổ thông thần binh muốn muốn thương tổn đến đậu trường sinh đã là việc khó, chỉ có tiên thiên thần binh mới có thể phá phòng ngự, bây giờ lôi long toàn lực nhất kích, cho đậu trường sinh tạo thành tổn thương không nhỏ. Có thể sau một khắc bất tử chi khu phát huy, thương thế cũng đã bắt đầu khép lại gần như một nửa. Cái này muốn là thần binh tạo thành thương thế, liền xem như phá phòng ngự, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục minh long lệch môn học quá nghiêm trọng bị đậu trường sinh cắn trúng liền đã không có bao nhiêu sức phản kháng cứ việc cái này bị khắc chế rất bình thường mấu chốt là minh long thân thể máu thịt không có sức chống cự không giống như là bây giờ đậu trường sinh răng rồng đã là tiên thiên thần binh có thể trong lúc nhất thời cũng không có giết chết lôi long lôi long ngưng tụ tiên thiên lôi đình chi thể đã đem bất tử chi khu đẩy cho tới tiên thiên tầng thứ bàn về đến khôi phục năng lực đậu trường sinh không kém gì lôi long nhưng cũng chính là như thế cho nên bây giờ hai người đều khó mà giết chết đối phương đậu trường sinh chọi cứng lấy lôi đình giảng lôi long cũng đánh lấy răng rồng song phương là sinh tử chém giết ngắn mũi không đến một cái hô hấp thời gian bên trong liền đã tiến vào phân sinh tử cấp độ oanh lôi đình giảng lại một lần nữa oanh kích lôi long lại một lần quất vào đậu trường sinh thân rồng phía trên sâm sâm bạch cốt đã hiện ra cốt cách đã hiện ra vỡ vụn dấu vết tiên thiên âm lôi không có không ngừng tích lũy bây giờ nương theo lấy lôi đình giảng oanh kích hoàn toàn là trong nháy mắt nổ tung cục thế trước mắt là tránh thoát địch nhân lôi long không có khả năng chờ đợi tiên thiên âm lôi tích xúc tới trình độ nhất định sau lại bạo phát muốn là một đau một thương đánh nhau chết sống cái này mỗi một lần thần binh va chạm tạo thành dư âm thương thế lấy bất tử chi khu tình huống đã sớm khôi phục cho nên mỗi một cái đều là quái vật có thể bất tử chi khu mạnh hơn tự nhiên cũng không thể có thể đỡ nổi một kiện tiên thiên thần binh không ngừng cùng oanh loạn tạc đậu trường sinh đã ẩn ẩn gánh không được bây giờ rất nhiều thủ đoạn không cách nào vận dụng bị hạn chế quá lớn đậu trường sinh không dễ chịu lôi long làm sao không là như thế giờ phút này miệng rồng phía dưới xương rồng sống lưng đã bị cắn đứt chỉ kém một bước cuối cùng liền bị cắn đứt muốn là người bình thường hoặc là phổ thông thần ma lúc này đã đã mất đi khống chế đối với thân thể bắt đầu mặt người chém giết Thông vệ đậu trường sinh mắt thấy gánh không được thời điểm tiên thiên đặc tính bạo phát một mực bị nuốt lấy tích xúc xuống huyết nhục lập tức biến thành sinh cơ bừng bừng bắt đầu hướng về vết thương lan tràn trực tiếp tăng cường bất tử chi khu khôi phục hiệu quả thánh mẫu ấn ký quá chói mắt đậu trường sinh nhiều lần sử dụng cũng sớm đã không cách nào che giấu bại lộ tại mặt của người trong thiên hạ trước nhưng bây giờ đậu trường sinh hàm răng diễn sinh ra tiên thiên đặc tính cũng là một loại khôi phục năng lực cái này tuy nhiên cũng là thông vệ cũng không giống như là tiên thiên nhất khí bình một dạng có thể diệt sát hết thảy khắc chế bất tử ba phù diễn sinh ra tiên thiên chi khí đậu trường sinh thông vệ chỉ có thể khôi phục bản thân thương thế cái này cùng loại với một loại phụ trợ thần binh tại đậu trường sinh xem ra hiệu quả phi thường không tệ bởi vì hàm răng làm loại hình công kích thần binh không quá thích hợp người cũng không thể một mực hướng về địch nhân cắn, bây giờ là chân long thân thể vẫn còn muốn là hình người nhiều ảnh hưởng hình tượng nhất là cái này một loại đặc tính lại tăng cường đậu trường sinh sinh tồn năng lực vốn là mệnh nhiều bây giờ muốn chết khó hơn tại ngân đậu trong tay phối hợp với thánh mẫu ấn ký các loại thủ đoạn ngân đậu có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn nuốt mất lôi long huyết nhục lập tức biến thành sinh cơ bắt đầu thẩm thấu đậu trường sinh huyết nhục bên trong hợp với bất tử chi khu, khôi phục Đậu Trường Sinh thương thế, nguyên bản lưỡng bại câu thương, mỗi người khí tức rơi xuống, ở vào bên bờ sinh tử hai người, Đậu Trường Sinh lập tức khí tức kéo lên, Thương Thế khôi phục hơn phân nữa, vốn là suy yếu không cách nào ngưng tụ lực lượng, bây giờ lại một lần nữa tụ lại. Đậu Trường Sinh có thể cảm giác được, liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu diễn sinh, hung ác cắn một cái dưới, cái này một miệng trực tiếp cắn đứt Lôi Long thân rồng. Lôi Long một phân thành hai, to lớn thân rồng đứt kể ra, máu tươi không ngừng theo vết thương văng khắp nơi. Đậu Trường Sinh sau khi thành công, không có bất kỳ cái gì dừng lại, một miệng hướng thẳng đến lôi long nửa người trên tác tới. Thân rồng đứt gãy về sau, thuộc về lôi long nửa người dưới đuôi rồng bộ phận, cũng không ngừng đang ngọ ngoại, lăn không vung lên, lại một lần nữa hướng về Đậu Trường Sinh hung ác quanh kích tới. Lôi long đối với thân thể tàn phế y nguyên có lực khống chế, cái này rõ hiện ra lôi long bất phàm. Nhưng thanh thế cùng lực đạo đã không lớn bằng lúc trước, cái này hoàn toàn bị Đậu Trường Sinh không thèm đến xỉ đến. Nhưng ngay tại Đậu Trường Sinh coi là, câu lôi đình giảng muốn lại một lần nữa đánh trúng chính mình lúc lại là không có dự liệu được cái này lôi đình giảng ở giữa không trung hoạch xuất ra ưu mỹ đường vòng cung trong nháy mắt liền đã biến mất cái này một bộ phận thân thể tàn phế chạy trốn căn bản không có tiếp tục cùng đậu trường sinh dây dưa tâm tư cái này bị đậu trường sinh ánh mắt xé qua chú ý tới đậu trường sinh trong lòng sững sờ biết cái kia một bộ phận thân thể tàn phế không thể nào là lôi long ý chí chỗ không cách nào ký thác lôi long nguyên linh thủ cấp chính là lục dương khôi thủ đây tuyệt đối là trí mạng muốn hại trừ phi là thiên phú dị bẩm hoặc là chuyên môn tu hành một loại bí thuật không phải vậy thủ cấp đều là ký thác nguyên linh địa phương cái kia một bộ phận thân thể tàn phế chỉ có bộ phận nguyên linh điểm này đậu trường sinh nhìn ra cho nên cử động như vậy lôi long không cách nào chạy mất sống sót sinh mệnh cùng tiên thiên thần binh lôi long là lựa chọn tiên thiên thần binh đậu trường sinh trong nháy mắt có phán đoán biết cái này lôi long xà chuột hai đầu không có liều mạng đánh cược hết thảy dũng khí muốn là gia luật hồ từ ở đây khẳng định như vậy tiếp tục vận dụng lôi đình giảng cùng mình liều mạng, tranh thủ kéo dài thêm thời gian, để cho phương xa uyên thủy long nữ bọn họ đến giúp, cái này một cái tỷ lệ không nhỏ. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bất quá không phải tất cả mọi người có thế như thế, lôi long lựa chọn cũng không tệ, đầu hàng thua một nửa. Lần này tử vong, cũng không phải thật tử vong, có thiên tiên phục sinh phù, mình còn có sống phía dưới khả năng tới, như vậy lôi đình giảng không mất, tính gộp cả hai phía không có có tổn thất. Đến mức đột phá bất hữu thần ma, chính mình cũng không phải chút long cùng thương long, sẽ thu hoạch được long tộc đạo nguyên chống đỡ. Đợi đến bất hủ thời đại vượt qua trung chuyển sơ kỳ, đi vào bất hủ thời đại trung kỳ, khi đó có hay không long tộc còn hai chuyện đâu, liền xem như có cũng cần đạo nguyên, không cần một trăm phần đạo nguyên, thế nhưng muốn mười mấy. Một người tự nhiên không cách nào gom góp, cũng cần long tộc chống đỡ, mà long tộc bên trong cũng có được còn lại người cạnh tranh, lôi long không phải nhân tuyển duy nhất, chỉ có đến bất hủ thời đại hậu kỳ, cá nhân tài năng đầy đủ tiếp cận một tiếp cận, lôi long có nắm chất thu hoạch được long tộc chống đỡ. Nhưng cái này một cái thời gian quá dài dằn dặt, cho nên chết một lần, thật không bằng tiên thiên thần binh trọng yếu. Chỉ cần thực lực không giảm xuống, như thế thời gian dài dằn dặt, đầy đủ lôi long truy cầu những biện pháp khác, hoặc là kỳ ngộ đền bù thiếu hụt, dù sao chết một lần chỉ là tăng cường đột phá bất hủ độ khó khăn, không có nghĩa là tất nhiên thất bại. Phú quý sinh hoạt tập quán, liền lôi long dạng này cây cỏ, đều đã quên gốc, đã mất đi năm đó có can đảm hướng lên trời tranh mệnh dũng khí. Nhưng cái này là một chuyện tốt, không có lôi đình giảng về sau lôi long thụ trọng thương thực lực mức độ lớn rơi xuống đậu trường sinh một miệng nuốt vào lôi long căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng liền đã chết thảm ở đậu trường sinh trong miệng mà nơi xa thiên tội ma thương đã bình định náo động thời gian chi lực đậu trường sinh cùng lôi long tranh đấu cũng có một chút thời gian theo đạo lý viện quân đã sớm tới bọn họ đến bây giờ mới đến chính là bởi vì thời gian chi lực quấy nhiễu đây chính là thời gian chi lực chỗ cường đại có thể nắm giữ đạo này người đều là là cường giả bên trong cường giả Nguyên Thủy Long nữ nhìn lấy tình cảnh này, thở dài nói, thật không hổ là thất tội giáo giáo chủ. Rõ ràng thực lực cường đại, chính diện cũng có thể chiến thắng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngụy trang nhỏ yếu đánh lén. Chương 955, thật giả đậu trường sinh. Viên Thủy Long nữ đứng chắp tay. Đứng tại U Minh Toái phiến trong thế giới, đeo mạng che mặt nên phong không ngừng rung rung. Xa xa nhìn qua đậu trường sinh bóng lưng, nội tâm lại là phỉ bán, vị này đậu trường sinh là thật đem âm hiểm xảo trá, phát huy phát huy vô cùng tinh tế theo từng bước một bức bách lôi long liều mạng, lại đến bại lộ tiên thiên thần binh, bất kỳ một cái nào quá trình, nhìn như đều vô cùng đơn giản, có thể kỳ thực đều là đậu trường sinh chăm chú tính kế. Nhất là ẩn tàng cái này tiên thiên thần binh, không cần nói là lôi long vội vàng không kịp chuẩn bị, liền xem như uyên thủy long nữ cũng không có nhìn ra đầu mối. Đậu trường sinh cái này một bộ tư thái, không có sử dụng bản lĩnh thật sự, dễ thấy tiên thiên thần binh. Dạng này ẩn nặc hành tung, bất luận là làm sao nhìn, cái này hoàn toàn là xem như bỏ con, vì chính là chiếm lấy thập bát trọng địa ngục cũng định oanh liệt hy sinh nhưng mà ai biết gia hỏa này chỉ là bày ra địch lấy yếu sau cùng bạo phát làm khó dễ hoàng long đã xông đến đến chiến trường nhìn lấy một mảnh hỗn độn u minh toái phiến thế giới sắc mặt vô cùng khó coi thần bí chi địch cùng lôi long chiến đấu hoàng long toàn bộ đều thấy rõ nhưng đúng là như thế cho nên sắc mặt vô cùng không tốt vị này địch nhân vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền giết hai tôn tiên thiên thần ma mà minh long càng là chết hai lần đây chính là ba lần thực lực cường đại làm cho lòng người sinh rung động, có thể lớn nhất khiến người sợ hãi là đối phương gian trá. Lôi Long trước đó đã có phán đoán, có thể nhìn ra địch nhân tiểu tính toán, có thể sau cùng Lôi Long mắc lừa, hoàn toàn là cho rằng đối phương không có tiên thiên thần binh, lúc ấy Hoàng Long cũng cho là như vậy, ai có thể nghĩ đến đối phương ẩn nặc thủ đoạn lợi hại như vậy, thời khắc cuối cùng bạo phát tiên thiên thần binh. Cuộc chiến đấu này, Lôi Long không có phạm sai lầm. Sai lầm là, địch nhân tuổi quá tốt. Nguyên Thủy Long nữ ánh mắt chậm rãi thu hồi, Nhìn về phía một bên Hoàng Long nói, Lôi Long xuất hiện chỗ sơ suất, chính mình chết không sao cả, để cho địch nhân bởi vậy xông ra vây quanh, đến mức hiện nay không cách nào tiếp tục truy kích. Đây là trọng đại sai lầm, nhất là Lôi Long chết không sao cả, lập tức để cho ta tộc đã mất đi một vị đột phá bất hủ thần ma danh ngạch. Cái này đối ta tộc là đã kích cực lớn, trong vòng một ngày, liên tục đã mất đi hai vị tương lai bất hủ thần ma đạo chủng. Hoàng Long đắng chắc nói, không cần phải nói, ta sẽ chống đỡ Long nữ đảm đương Long tướng nguyên thủy long nữ hài lòng gật đầu nói ta biết ngươi cùng lôi long giao hảo ngươi có thể biết đại thể cái này phi thường tốt ta suy nghĩ kỹ một chút vừa mới thuyết pháp cũng là có một vài vấn đề lôi long tuy nhiên có lỗi nhưng cũng không lớn lôi long ứng đối chi pháp đều là rất chính xác nhưng ra chỗ sơ xuất đây là bởi vì địch nhân thật sự là giảo hoạt ai có thể nghĩ đến một người chuyên môn luyện chế ra một miệng tốt răng không phải chiến chi tội đơn giản truyền âm về sau đã đã đạt thành một cái chung nhận thức hoàng long sắc mặt sầu khổ vốn là vàng sắc mặt càng thêm khô vàng lên lôi long lần này cắm bất luận lôi long có bao nhiêu quá khứ huy hoàng nhưng lần này chết bởi địch thủ thả một vị đại địch chạy mất đây chính là lớn nhất sai lầm hoàng long nhìn thoáng qua uyên thủy long nữ trong lòng lại là thở dài địch người lựa chọn lôi long đột phá trong đó nhìn không ra bất kỳ mờ ám đến uyên thủy long nữ tay cầm thiên tội có dạng này sát phạt chí bảo nơi tay địch nhân làm sao dám ngạnh kháng vậy thì thật là muốn chết hoàng long giờ phút này bi ai nhất không phải lôi long đã mất đi tranh đoạt long tướng tư cách mà chính là bi ai tại lôi long đã quên đi sơ tâm hoàng long có thể cùng lôi long kết bạn tự nhiên song phương xuất thân đều không phải là quá tốt hoàng long xuất thân muốn so lôi long đỡ một ít chính là hiển hách kim long một mạch có thể hoàng long sinh mà đặc dị vẫn chưa bị kim long tộc tán thành vì thần dị ngược lại xưng là dị dạng tại kim trong long tộc có thụ gạt bỏ bây giờ có nơi đây vị đều là từng bước một chính mình nỗ lực có được hoàng long nội tâm vô cùng khó chịu lúc trước nghe thấy thần tộc minh thần tử vong chính là là bởi vì lâu dài nghiên cứu đến mức dẫn đến lục cảm thoái hóa không bằng trước kia nhạy cảm mới tại thần cảnh bên trong bị giết lôi long còn từng dễ cực qua hiện nay tại hoàng long xem ra lôi long còn không bằng minh thần minh thần làm thí nghiệm là vì mở ra lối riêng muốn đường rẽ vượt qua khai mở thuộc về mình bất hủ chi lộ mà lôi long thật bị phú quý mê mắt lâu dài phú quý kiếp sống để lôi long đã mất đi huyết tính thời khắc sống còn xích long hoặc là thận long làm ra dạng này xà chuột hai đầu lựa chọn hoàng long căn bản không ngoài ý muốn bởi vì bọn hắn xuất thân cao quý không có trải qua hạ tầng dãy dụ cầu sống khổ sở nhưng cái này lại là lôi long hoàng long có một ít không thể tiếp nhận muốn là sớm hơn hai nghìn năm lôi long nhất định đổ máu tới cùng sẽ không như thế loè loẹt động tác tới thì sẽ dốc toàn lực ứng phó món này tiên thiên thần binh chú tạo từ vừa mới bắt đầu thì là sai lầm ngày xưa anh hùng hôm nay lưu lạc làm trò cười đây là anh hùng tuổi xế chiều làm cho lòng người sinh bi ai. Hoàng Long trầm mặt hơn 10 cái hô hấp, sau đó mới mở miệng tiếp tục nói, vị này thần bí chi địch, thực lực quá mạnh. Trong thiên hạ có thể trước hết giết Minh Long, sau đó tại chúng ta đang bao vây giết chết Lôi Long, không có mấy người có thể làm đến. Không chờ Hoàng Long nói xong, viên thủy Long nữ đôi môi đỏ thắm phun ra hai chữ, chúc Long. Cái này hai chữ phun ra về sau, thiên địa lập tức yên lặng lại, nơi xa Đông Hải Long cung quan mang phun ra nuốt vào, u minh toái phiến thế giới vỡ vụn, dường như thanh âm đều đã bị một loại nào đó vô hình chi vật cho cắn nuốt hết đây không phải thanh âm biến mất mà chính là hoàng long tự động che giấu hai chữ này khiến người ta ngạt thở cũng khiến người sợ hãi mặc cho ai trông thấy địch người tinh thông thời gian chi lực đều không thể không mộng sinh ra như thế ý nghĩ hơn nữa còn có một cái khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ địa phương hoàng long trong đầu mới sinh ra ý tưởng này nguyên thủy long nữ lại mở miệng nói lôi long lần này chết không oan tình báo của hắn bại lộ nhiều lắm địch nhân đấu pháp bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, liền có thể phát hiện ra địch nhân đối lôi long quá quen thuộc. Thần ma võ học, tiên thiên thần binh, còn có chiến đấu thói quen. Vân vân. Lôi long đường đường một tôn tiên thiên thần ma, vẫn là thực lực cường đại thật quân, làm sao có thể mềm yếu như vậy có thể lấn bị người trong nháy mắt thì cường sát, cho dù là có thời gian chi lực quấy nhiễu, có thể trước sau cũng quá ngắn ngủi. Lôi Long liền kiên trì đến chúng ta tới viện binh thời gian đều không có, cái này suy nghĩ một chút thì vô cùng thật không thể tin. viên Thủy Long nữ không có tiếp tục đi nói, cái này một đề tài cũng không thích hợp xâm nhập nguyên thủy long nữ ngậm miệng không nói có thể hoàng long đã hiểu chủ động mở miệng nói thất tội giáo giáo chủ bách lực thật sự là một vị kẻ địch khủng bố chúng ta tại cự nhân tộc mật thám sớm có tin tức truyền đến bách lực thực lực chân chính không phải một vị chân quân mà chính là một tôn trí cường giả ta nguyên bản cho rằng đây là lời nói vô căn cứ nhưng hiện tại xem ra tám thành không rời mười không có bao nhiêu lựa chọn đi hoài nghi Trúc long đây là muốn làm nội bộ tranh đấu long tộc đem về đại loạn chỉ có thể đem tội danh giao cho một ngoại nhân, vừa vặn vị kia địch nhân, tự xưng là cự nhân tộc bách lực, cái này một bộ bỉ ổi vô sĩ tư thái, cũng là phù hợp bách lực tính cách. Trên mặt nổi không dám nói chút long, có thể âm thầm bên trong điều tra, Hoàng Long biết tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhất là lôi long, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chết một lần tăng cường đột phá bất hủ thần ma độ khó khăn, tại cái này bất hủ thời đại tức sắp mở ra trước thời điểm, đây chính là trở đạo mối thù, bàn về cừu hận đến không thấp hơn giết người phụ mẫu. Nguyên Thủy Long nữ châm ngòi vài câu, Biết hăng quá hóa dở, nhìn lấy Hoàng Long đã vô cùng bên trên nói, Nguyên Thủy Long nữ nhìn qua nơi xa Đông Hải Long cung, trầm giọng mở miệng nói, hồ mang nhất tộc chủ động xuất thủ, chuyện này không thể coi thường. Lần này chưa từng bắt lấy vị kia thần bí địch nhân. Đây là chúng ta sai lầm, chúng ta sau đó phải đi gặp Đậu Trường Sinh. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh hiềm nghi không lớn, nhưng sự tình không thể nhìn như vậy, Đậu Trường Sinh người này vô cùng tà tính, rất nhiều chuyện biết rất rõ ràng là hắn làm, nhưng không có chứng cứ. Lần này ta cũng hoài nghi sau cùng hung thủ sau màn là đậu trường sinh đậu trường sinh chủ tu diêm la trấn ngục kinh thập bát trọng địa ngục đối đậu trường sinh rất trọng yếu lần trước đậu trường sinh tại tộc ta trộm lấy u minh toái phiến thế giới đã thành công mở ra tiểu thế giới mấu chốt nhất là đậu trường sinh bây giờ tại long tộc cái này không thể không phòng chúng ta trước không tham gia chiến đấu chúng ta đi gặp đậu trường sinh không thấy đậu trường sinh trong nội tâm của ta không nắm chắc hoàng long tán thành nói đậu trường sinh hiềm nghi phi thường lớn trước gặp đậu trường sinh đây là chính xác đi. Viên Thủy Long Nữ cùng Hoàng Long hai tôn tiên thiên thần ma đi đầu, phía sau có lấy tám vị thần ma đi theo, trùng trùng điệp điệp hướng thẳng đến đậu trường sinh vị trí mà đi. Đậu trường sinh chính là một cái tai tinh, đây là vạn tộc công nhận sự tình. Đậu trường sinh không có tới Long tộc trước, Long tộc bình an, một chút sự tình đều không có. Có thể từ khi đậu trường sinh đi vào về sau, lúc này mới thời gian hơn một năm, vậy mà phát sinh không thấp hơn Đông Hải chi chiến tai nạn. Không, đã vượt ra khỏi Đông Hải chi chiến long tộc thật đã chết rồi một tôn tiên thiên thần ma đây là phi thường tổn thất dù sao tử vong chính là trước long tướng cũng may mắn là minh long là từ nhiệm sau tử vong dạng này sức ảnh hưởng yếu bớt không ít không giống như là thương tộc thủ lĩnh thương nguyên đồng trực tiếp liền chết nhưng thương nguyên đồng chết oanh liệt hắn lấy sinh mệnh của mình thay đổi thương tộc diệt tộc chi họa là chết có ý nghĩa mà minh long chết biệt khuất rất nhanh liền đã đi tới một ngôi đại điện trước nơi này vị tại đông hải long cung không phải quá xa đông hải long cung chỗ chiến đấu đã kết thúc gia luật hồ từ oanh kích cũng sớm đã bị long tộc cường giả ngăn cản lại bây giờ gia luật hồ từ ngay tại tứ phương du tẩu không ngừng đánh du kích trì hoãn lấy long tộc thủ hộ đại trận mở ra cả đám mới đi đến liền bị lão trần đưa tay cản lại lão trần trực tiếp nói thái sư đang lúc bế quan không gặp người ngoài nguyên thủy long nữ một đôi mắt thăm thẳm bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này lần này tự mình dẫn người đến đây tự nhiên là bởi vì muốn phù hợp mình người thiết lập chính mình từ trước đến nay cừu thị nhân tộc ra chuyện sau muốn đi hoài nghi nhân tộc mà lại coi như không phải mình dẫn người đến, Hoàng Long cũng sẽ đích thân tới. Đậu trường sinh ba chữ, bây giờ đã là biển chữ vàng, làm Long tộc ra chuyện về sau, biển chữ vàng đã là treo thật cao lên, đến dương mắt thì có thể thấy rõ ràng cấp độ. Đông Hải chi chiến, thần vương thay đổi, thương nguyên đồng cái chết chờ một chút, ai dám xem nhẹ đậu trường sinh. Nguyên thủy Long nữ tự nhiên muốn chiếm cứ chủ động, dạng này không chỉ là giải trừ hiềm nghi, cũng có thể vì đậu trường sinh đánh yểm trợ. Nói một câu lời thật tình, nguyên thủy long nữ đối đầu trường sinh cũng là có oán trách lần này chỉ là giết minh long chiếm lấy thập bát trọng địa ngục có thể không nghĩ tới đậu trường sinh chơi lớn như vậy hiện nay hồ mang nhất tộc động thủ nguyên thủy long nữ cũng nhìn thấy thần tộc người cái này hai tộc hợp lực xuất thủ lần này long tộc phải ăn thiệt thòi diệt tộc cũng không đến mức có thể lại cuốn vào mấy cái chủng tộc lấy long cảnh vì chiến trường bọn họ ra tay đánh nhau hậu quả này cũng là vô cùng nghiêm trọng nhất là đối long tộc phá hư này lại để thủy tộc thương vong thảm trọng hiện nay nhìn không ra, nhưng long tộc tương lai khẳng định đại thù ảnh hưởng, sẽ tạo thành long tộc thực lực tổng thể trượt. Nguyên thủy long nữ nội tâm phức tạp, vốn cho rằng song phương thật tốt phối hợp, đậu trường sinh cũng sẽ đối với mình thẳng thắng đối đãi, không nghĩ tới đậu trường sinh người này, căn bản không có đề cao bản thân. Để cho nhất người không biết làm sao chính là, đậu trường sinh đem yêu cầu của mình đều hoàn thành, nói giết minh long, thật giết minh long, một điểm do dự cùng trì hoãn đều không có, căn bản khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Nguyên thủy long nữ trầm mặc một bên lão trần đang cùng một tôn thần ma không ngừng xô đẩy sau cùng hoàng long nổi giận trực tiếp vung về phía trước một cái tay pháp lực không ngừng dâng trào mà ra biến thành một dòng nước trong nháy mắt thì che mất lão trần trực tiếp đem lão trần cho giam cầm lại song phương thực lực chênh lệch quá lớn lão trần căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ lão trần tự nhiên là không cam tâm không ngừng giải dụa có thể hết thảy đều là tốn công vô ích trơ mắt nhìn long tộc cả đám vọt thẳng vào đến trong đại điện mới đi đến trong đại điện về sau dẫn đầu nhìn thấy là to lớn bình phong, trực tiếp đã cách trở phía trước tầm mắt, lờ mờ có thể trông thấy một bóng người, chính ngồi chồng hỗn tại sau tấm bình phong, đang bưng chén trà thưởng thức trà. Đậu trường sinh lãnh đạm âm thanh vang lên, hồ mang tiếng công long tộc, các vị làm sao còn có thời gian tới gặp ta. Thời điểm này không bằng đi cùng hồ mang nhất tộc chiến đấu, nếu như các ngươi không cách nào trong thời gian ngắn chém giết xâm phạm chi địch, chấn nhiếp vạn tộc, đem chiến đấu kéo dài quá lâu, còn lại các tộc nhưng cũng là sẽ tham dự vào. Long tộc mặc dù là đại tộc, thực lực cũng so với vì cường đại, có thể cùng vạn tộc so sánh, long tộc là người yếu. Lật cốt tai họa đang ở trước mắt. Nguyên thủy long nữ không có trả lời, mà chính là trong bóng tối hướng hoàng long truyền âm nói, khí thế chính là đậu trường sinh, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng không có chánh thức nhìn thấy, vẫn không thể bài trừ rơi hiềm nghi. Ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Nguyên thủy long nữ sau khi nói xong, không giống nhau hoàng long trả lời, trực tiếp tiến lên một bước, đưa tay trực tiếp đẩy ra bình phong. Cái này bình phong không là phàm phẩm, nhưng là một tên tiên thiên thần ma xuất thủ, tự nhiên là không ngăn nổi, viên thủy long nữ không cẩn thận nói, vốn là muốn xem nhìn một chút cái này bình phong phía trên tranh sơn thủy giống ý cảnh, chỉ là không có nghĩ đến không cẩn thận đụng đổ. viên thủy long nữ hướng về bên trong nhìn qua, có thể rõ ràng trong thấy đậu trường sinh đang bưng nước trà, bình phong không có hoàn toàn ngã xuống, đã bị pháp lực cho chống đỡ đi lên. hoàng long cũng hướng một bên đi ra một bước, hướng về sau tấm bình phong nhìn qua, nhưng không giống nhau trong thấy đậu trường sinh, một thanh trong suốt sáng long lanh thần đao, đã bộc phát quang mang, trong nháy mắt chấm vào trên mặt đất mà giờ khắc này bình phong cũng lần nữa đứng lên, bị quan mang nhoáng một cái, hoàng long căn bản không có nhìn rõ ràng, nhưng trước mắt món này tiên thiên thần binh tuyệt đối không phải giả. viên thủy long nữ thận trọng truyền âm nói, thấy rõ ràng chưa? hoàng long trả lời nói, không có. viên thủy long nữ lại mở miệng nói, mặc dù là chân thân khả năng rất cao, có thể ta không có nắm chắc xác định đây có phải hay không là đậu trường sinh, chúng ta lại một lần nhìn. hoàng long cự tuyệt nói, không cần. đậu trường sinh liền đã cảnh cáo lại làm liền muốn bạo phát xung đột. Ngươi nhìn nơi xa cái kia một đầu chân long, chính là vị kia thần bí chi địch. Nguyên thủy long nữ cự tuyệt nói, không được, không thể trăm phần trăm xác định, ta không cách nào an tâm. Nhân tộc xảo trá, đậu trường sinh càng là trong đó người nổi bật. Nếu như bị đậu trường sinh che đậy làm sao bây giờ? Hoàng Long không thèm để ý nói, thần bí chi địch vẫn còn, trước mắt đậu trường sinh cũng tại, song phương không có quan hệ. Muốn là cái này đậu trường sinh là giả, chúng ta hai tôn tiên thiên thần ma, làm sao có thể nhìn không ra. Điểm này lòng tự tin ta vẫn phải có. Viên thủy long nữ tiếp tục khuyên nhủ, không thể đại ý, đậu trường sinh thủ đoạn thần bí khó lường. Không bằng ta cho hắn một thương. Hoàng long vội vàng nói, không thể. Đưa tay kéo dắt lấy viên thủy long nữ trực tiếp rời đi, đồng thời nói, ta biết long nữ đối với nhân tộc có hận ý, nhưng lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Đậu trường sinh thực lực cường đại, hơn nữa còn đại biểu cho nhân tộc, bây giờ chính là nhân tộc sứ giả, đối đậu trường sinh ra tay, cũng là đối với nhân tộc xuất thủ. Lúc này chúng ta đắc tội không nổi nhân tộc. Chương 956, Long tộc thật suy bại. Đông Hải bên bờ. Màu vàng kim đai lưng rủ xuống, chính ngân phong bay múa. Ế minh tắm rửa dưới ánh mặt trời, giống như trên trời thần thánh. Một đôi mắt đẹp, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước bát ngát Đông Hải, nhìn lấy Đông Hải sôi trào, không ngừng có quan mang vọt lên, thật cao nhất lên sóng biển, to lớn vòng xoáy nổi lên, thật cao nâng lên sóng biển, Đông Hải một bộ tận thế cảnh tượng. Ế Minh khóe miệng nhếch lên, nổi lên duyên dáng đường cong, mỹ lệ dung nhan hiện ra nụ cười sáng lạng, đây là phát ra từ nội tâm nụ cười. Bởi vì Đông Hải ra chuyện, đây đối với Ế Minh mà nói là một chuyện tốt. Ánh mắt chậm rãi di động, nhìn lấy thiên không phía trên vị trí, gào thét mà đến một đạo ánh sáng chói lóa, chính buông xuống Đông Hải bên trong, Ế Minh thần thái phi dương lên, giống như trông thấy con mồi đồng dạng. Cười lớn nói, các con, đồ ăn tới, có thể hay không khỏe mạnh, an toàn hàng thế, liền muốn nhìn một trận chiến này. Từng cái từng cái màu vàng kim đai lưng, giống như vật sống đồng dạng, phía trên hiện ra từng đạo từng đạo ý chí, thời gian chi lực từng tia từng sợi rủ xuống, còn như nước mưa đồng dạng, kế minh tắm rửa thời gian nước mưa bên trong. Giờ khắc này, mãnh liệt tiếng tim đập, điên cuồng vang động. Đông đông đông. Thanh âm chấn động tứ phương, như là trống trận thanh âm. So sánh với ngày xưa đậu trường sinh yêu tộc chuyến đi, bây giờ 12 thái tuế, cường đại đâu chỉ gấp đôi trong thiên hạ có người bởi vì đậu trường sinh thất thế, nhưng cũng là có người bởi vì đậu trường sinh mà cường. Tế Minh trước trước sau sau, không ngại cực khổ, đường đường một tôn chí cường giả, giống như tay chân đồng dạng, bị chi phối lên, đã làm không biết bao nhiêu bao nhiêu sự tình, thành quả cũng là phi thường rõ rệt. Để 12 thái tuế sinh ra to lớn tư nguyên, Ế Minh tuy nhiên bây giờ còn chưa từng toàn bộ thu thập đến, thế nhưng đem 12 thái tuế nuôi nấng cường đại ba năm lần. Ngày xưa Ế Minh chỉ muốn để Trúc Long trở thành 12 thái tuế cha nuôi, Nhận nuôi 12 thái tuế một trong, vì 12 thái tuế tìm tìm một cái quy túc, cũng vì chính mình tìm tìm một cái xuống nhà, dạng này tương lai bất luận là ai thắng ai thua, chính mình cũng có thể bình an. Nhưng giờ này ngày này, ế minh tự mình đến đi sang vị này các con cha nuôi. Dù là giết không chết, có thể nến máu của rồng cùng thịt, đối với 12 thái tuế đều là đại bổ chi vật. Trời sinh chấp trưởng thời gian, trong thiên hạ ít càng thêm ít, 12 thái tuế là, mà Trúc Long cũng thế. 12 thái tuế còn tại thai ngén, quá mức non nớt mà Trúc Long đã trưởng thành, 12 thái tuế đối Trúc Long không tác dụng lớn, nhưng trái lại Trúc Long đôi 12 thái tuế là thuốc bổ. Nhịp tim đập như trống trận, tại chấn thiên cổ âm thanh bên trong. Ế minh bạo phát, ngang nhiên ở giữa phóng tới Trúc Long. Phải dùng thô thiển tiếng thông tục mà nói, cũng là Long tộc kéo, không hung hăng trắng một cái, cái này thật sự là xin lỗi lần này cơ hội trời cho. Ế minh đột nhiên động thủ, Long trời lỡ đất. Nó ý nghĩa phi thường to lớn, bởi vì bây giờ vạn tộc nếu là có một cái thực lực bản xếp hạng, bỏ đi bất hủ thần binh về sau, Trúc Long có thể đứng hàng đầu, nhưng ế minh tuyệt đối đứng hàng ba vị trí đầu, đây là có năng lực chiến đấu đệ nhất nhân vật hung ác. Thời gian chi lực vốn là cường đại, ế minh còn có 12 cái nhi tử tương trợ, lại 12 thái tuế phụ trợ phía dưới, song phương hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực điên cuồng bành trướng. Ế minh không chỉ là bản thân cường đại, sau lưng cũng có được yêu tộc chống đỡ. Ế minh động thủ, điều này đại biểu lấy chiến đấu đem về kéo lên một cái cấp độ. Trước kia động thủ đều có hạn độ, không có tránh thức bạo phát, lần này ế minh động thủ về sau, lên tay cũng là tiên thiên thần binh. Đông hải phía trên chỗ trống, có thể rõ ràng trông thấy, thủy khí cùng ánh sáng tràn ngập ở giữa, và thiên tế nhật tàu thủy đã ngưng tụ ra, chính đang không ngừng lăn về phía trước. Tiên thiên thần binh, thời gian chi luân. Trên mặt, chính điêu khắc lấy 12 canh giờ. Nương theo lấy thời gian chi luân chuyển động, quay số không ngừng phát sinh biến hóa, đông hải trên không thời gian bắt đầu thác loạn. Vượt ngang nghìn vạn dặm thời gian, giống như bánh quai chèo một dạng, bắt đầu cuốn quanh thác loạn, trùng điệp điệp điệp, tuần tự điệp gia, lại cuốn quyết nhau, cực kỳ phức tạp, thời gian chi luân bắn ra một đạo đạo quang mang, dường như từng chui thời gian chi đao, cắt chém thời gian, chi cắt vạn vật. Hắc thủy quan phía trên. Yến thần đế ngửa nhìn bầu trời, nhìn lấy rối loạn thời gian, bình tĩnh thần sắc biến đổi lớn. Không dám tin nhìn chăm chú tình cảnh này. Đế Minh làm sao dám đi sang Trúc Long? Cái này bà nương điên thật rồi chúc long là cuộc đời của mình chi địch nếu bàn về người nào đối chúc long thực lực hiểu rõ nhất như vậy yến thần đế dám xưng thứ hai không người dám tại xưng đệ nhất tại yến thần đế trong suy nghĩ chúc long thực lực cường đại chính là kình địch có thể ế minh hôm nay có can đảm đi sang chúc long vậy đến ngày chẳng phải là có can đảm đi sang chính mình yêu tộc vậy mà tham dự vào trận này đột nhiên bạo phát đại chiến hiện nay bắt đầu thăng cấp yến thần đế áp chế xuống kinh hải nhìn về phía một bên tự vô mệnh chủ động mở miệng hỏi đầu trường sinh đến cùng tính thế nào hồ mang, thần tộc, yêu tộc, cái này đều đã xuất thủ. Còn lại phượng hoàng tộc khẳng định cũng ngồi không yên, vây quanh long tộc làm trung tâm, thập đại chủng tộc sợ là đều muốn đỏ sức. Giá trị này võ minh mới vừa vặn thành lập thời điểm, chúng ta võ đạo không nên nội đấu, đến đón lấy đại sự là thảo phạt thượng của thiên tôn, nhất là thiên ngoại thiên chỗ sâu, còn có ẩn nút tại hỗn độn bên trong tiên đạo dư nghiệt. Bây giờ là bỏ gốc lấy ngọn, tự tổn căng cơ. Long tộc bất luận nói thế nào, cũng là võ đạo nhất viên, là võ đạo một cái trụ cột đế minh xuất thủ đã đem chiến đấu rút cao hơn một tầng được xưng tụng là triệt để làm lớn cái này làm không cẩn thận long tộc có lật úp tai họa yến thần đế bắt đầu cân nhắc lợi hại long tộc muốn là hủy diệt về sau đến cùng có thể thu hoạch được chỗ tốt gì sau cùng yến thần đế suy nghĩ một trận phát hiện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt long tộc yếu mà bất diệt mới phù hợp nhất nhân tộc lợi ích hôm nay thiên hạ chủng tộc đông đảo long tộc hủy diệt về sau thập đại chủng tộc trống chỗ nhất tộc cũng sẽ có công bằng tộc chờ cường tộc bổ sung phía trên có ý nghĩa sao? Một chút cũng không có. Côn Bằng tộc hiện tại hướng về nhân tộc dựa vào, nhưng làm Côn Bằng tộc trở thành thập đại chủng tộc, sẽ chỉ đem nhân tộc xem như địch nhân, bởi vì bọn hắn lại muốn dựng nên một mục tiêu. Xưng bá, đây chính là Côn Bằng tộc bước kế tiếp truy cầu. Mấu chốt nhất là Thượng Cổ Thiên Tôn nhìn chằm chằm, giờ phút này cục thế đã không thích hợp nhất thống vạn tộc. Bởi vì liền xem như sang bằng thập đại chủng tộc, như vậy làm bất hủ thời đại mở ra, Thượng Cổ Thiên Tôn đều xuất hiện, cái này một số địch nhân thì muốn nhân tộc đi kháng. Nếu là có mấy vạn năm, thời gian 10 vạn năm giảm sóc, bắt đầu tích xúc thực lực, tự nhiên là không sợ đây hết thảy. Tự vô mệnh lãnh đạm nhìn lấy nơi xa, không thèm để ý nói, không có đại sự gì. Tế Minh chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhìn như khí thế hung hung, kỳ thực đều là trò mèo. Nếu là thật có giết người chi tâm, như vậy tuyệt đối sẽ không vừa lên đến thì liều mạng, biến số thật sự là quá nhiều, rất dễ dàng xuất hiện có người trợ giúp Trúc Long. Tế Minh chỉ là cần Trúc Long huyết nhục, đi đúc dưỡng 12 thái tuế. Trúc Long vì Long tộc, bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại mua lộ tài yến thần đế lắng nghe tự vô mệnh lời nói luôn cảm giác hơi không đúng tự vô mệnh đối đây hết thảy quá quen thuộc phản phất là chú ý tới yến thần đế ánh mắt tự vô mệnh không vui nói nhìn ta làm gì ta cũng không có làm qua chuyện như vậy đây đều là ta một người bạn ta theo chỗ của hắn nghe được tự vô mệnh trực tiếp đổi chủ đề nói tiếp xuống cục thế chúng ta không tiện ra mặt thập bát trọng địa ngục đã chiếm lấy chúng ta cướp đoạt chỗ tốt lớn nhất cần thấy tốt thì lấy bây giờ Đông Hải đã đánh thành một tổ cháo, thích hợp ra mặt chính là xích đế, hắn đã đảm đương võ minh minh chủ, đến đón lấy chính là muốn xích đế chủ trì đại cục thời điểm. Tự vô mệnh sau khi nói xong, trầm mặt một hai về sau, dường như giống như là mới nhớ tới sự tình gì một dạng, lại mở miệng nói, ta vừa mới nghĩ lên có việc, cần phải rời đi trước một hồi, ngươi trước ở chỗ này tỏa trấn, các loại ta liền trở lại. Tự vô mệnh mới đi ra khỏi một bước, khiến thần đế thì cười lạnh, đối với lười biến tương thủy thần nữ nói, ngươi nhiều cảnh giác một số, ta đi xem một chút Đông Hải rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào. Tự vô mệnh quan tâm đậu trường sinh, ta cũng so với vì lo lắng. Yến thần đế sau khi nói xong, thì vội vàng rời đi, mới đi ra khỏi hắc thủy quan về sau, toàn thân trên dưới trang phục đại biến, đã đeo mang lên trên áo choàng, che đậy kính tướng mạo, đang cùng một cái được miếng vải đen bóng người nhìn nhau, hai người mỗi người hướng về phương hướng ngược nhau mà đi, vô cùng ăn ý không có can thiệp lẫn nhau, cũng không biết. Tương thủy thần nữ ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy tình cảnh này, thở dài một hơi thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ. Tự vô mệnh còn chưa tính, làm sao liền yến thần đế cũng thay đổi. Bọn họ biết cái gì thủy chiến. Nhìn một chút tứ phương, lại thở dài một hơi. Hắc thủy quan muốn lưu người. Thương long to lớn mắt rồng, hiện ra vẻ kinh nộ. Nhìn lấy lôi đình gào thét, cùng anh loạn tạc, long tộc thủ hộ đại trận mắt trận, bắt đầu không ngừng bị phá hư, thủ hộ đại trận chậm chạp không có hoàn toàn mở ra, trong lòng ngọn lửa tức giận tăng lên không ngừng, đã đến không cách nào khắc chế cấp độ chỉ là gia luật hồ từ tự nhiên không làm được đến mức này, hiện nay lấy gia luật hồ từ danh nghĩa hành sự người, thế nhưng là số lượng cũng không ít. Ở trong đó không chỉ là hồ mang, thần tộc, còn lại các tộc cũng có. Thương Long có thể phân biệt ra được, không ít thủ hộ đại trận mắc trận, không có tao ngộ lôi đình oanh kích, cũng đã bắt đầu hư hại. Phải biết bị gia luật hồ từ tự mình xuất thủ đánh mắt trận, phản mà bị ngăn cản lại, căn bản không có hư hao. Tình huống như vậy xuất hiện, quả thực khiến người ta không thể tin được bây giờ bọn họ đem long tộc xem như thương tộc lần này xem như lần trước thương tộc xem lễ không biết bao nhiêu người trong bóng tối đục nước béo cò trì hoãn lấy long tộc thủ hộ đại trận mở ra tốt cho bọn hắn sáng tạo cơ hội để long tộc tiếp tục hỗn loạn đi xuống đây không phải nhất tộc có thể làm được là các tộc cùng nhau liên thủ hành động thương long không khỏi đối vị kia giết chết minh long địch nhân đại hận chính là vị này hung thủ đưa đến trận này đại loạn vạn tộc lần này như thế tâm đủ cũng là để thương long kinh hãi tình cảnh này là phi thường thật không thể tin Long tộc nội bộ có các tộc thám tử, không chỉ là long tộc dạng này, còn lại các tộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Bất luận cái gì nhất tộc thám tử, đều không có thành tựu, có thể liên thủ sau lại có uy lực như vậy. Thương Long vô cùng rõ ràng, không chỉ cần bản thân mình không rõ ràng, sợ là cái này một số người cũng không rõ ràng, sẽ tạo thành như vậy lực phá hoại. Bởi vì không người có thể làm cho bọn họ một lòng, làm một trận một việc. Đầu trường sinh. Thương Long trong lòng hận ý tăng vọt. Mặc dù không có chứng cứ, đây hết thảy cũng không cho rằng là đậu trường sinh hậu trường bày kế bây giờ cái này trùng hợp nhân tố quá nhiều có thể thương long vẫn là hận đậu trường sinh cho rằng tạo thành đây hết thảy ngọn nguồn cũng là bởi vì đậu trường sinh ảnh hưởng đậu trường sinh cái này tai tinh đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện cái này một số người đều biết đông hải sẽ xảy ra chuyện cho nên bọn họ trong bóng tối rình mò đợi đến náo động bạo phát về sau bọn họ cũng phát động cho nên náo động không ngừng thăng cấp đến mức dẫn đến hiện nay dạng này ác liệt cục thế xuất hiện để đậu trường sinh đến Đông Hải, đây là sai lầm lớn nhất. Lần tiếp theo lại để cho đậu trường sinh đến Đông Hải. Đáng hận. Thương Long thầm mắng một câu. Bởi vì Thương Long giờ phút này đã nhận được tin tức, Hoàng Long cùng Uyên Thủy Long nữ tự mình đi gặp đậu trường sinh, bọn họ xác nhận đó là thật, nói cách khác đậu trường sinh không có hành động, đây hết thảy cùng đậu trường sinh không quan hệ. Không có chứng cứ xác thực, hiện nay không động được nhân tộc sứ giả đậu trường sinh. Nhân tộc sứ giả phân lượng quá nặng. Liền xem như một con lợn, mang theo bốn chữ này, cho dù là chân long cũng muốn lấy lễ đối đãi, lại mắng một câu lôi long, lôi long thời khắc mấu chốt không được việc, lập tức để cục thế phá hỏng. nguyên bản bắt địch nhân về sau, lôi long bọn họ lập tức đến giúp, hiện nay bọn họ là đến giúp, có thể lôi long cũng phế bỏ, vận dụng thiên tiên phục sinh phù phục sinh, cái này sẽ có hư nhược kỳ, lôi long đã không thích hợp xuất thủ, không phải vậy rất dễ dàng bị giết chết, để long tộc tổn thất một tôn tiên thiên thần ma, trừ phi là long tộc có lực cút tai họa, lôi long không thể không ra tay cấp độ đã mất đi Minh Long cùng Lôi Long hai đại chiến lực. Giờ phút này tới tiếp viện chỉ có Hoàng Long cùng Uyên Thủy Long nữ, nhưng người địch nhân kia cũng không có trực tiếp rời đi, bây giờ vậy mà cũng bắt đầu cùng gia luật hồ từ bọn họ gây sóng gió. Vốn là tam đại tiên thiên chiến lực, bây giờ triệt tiêu mất về sau, chỉ có thu hoạch được một vị có thể xuất thủ. Cục thế vô cùng ác liệt, Thương Long ánh mắt nhìn về phía yên lặng tại Đông Hải Long cung trước cổ Long Điện, vận dụng bất hủ thần binh, Thương Long hơi có chần chờ. Bất hủ thần binh vận dụng, đại biểu cho chiến đấu thăng cấp long tộc có bất hủ thần binh, địch nhân cũng không phải là không có. Bất luận là hồ mang vẫn là thần tộc, toàn bộ đều có bất hủ thần binh. Cũng không chỉ là như thế, cũng có được thể diện vấn đề. Long tộc tại bản thổ, vậy mà trong lúc nhất thời bắt không được cái này một số làm loạn người. Đối với long tộc đã kích không nhỏ, sau đó khẳng định sẽ ảnh hưởng long tộc tại vạn tộc vi hiếp lực, long tộc tại vạn tộc trong lòng địa vị, khẳng định là muốn tiến một bước giảm xuống. Thậm chí là còn không bằng thương tộc, thương tộc thoát khỏi vạn tộc phạt thương về sau, cho dù là bị công phá bàn đào viên nhưng thương tộc uy thế vẫn không có ngã xuống cũng bởi vì kim ô tộc động thủ là bị buộc bất đắc dĩ đập nồi dìm thuyền lại không động thủ liền bị thương tộc thay vào đó nghĩ tới đây thì không rét mà rung đối thương tộc tâm sinh sợ hãi lại là một đạo tin tức lan truyền mà đến chúc long lại bị cản lại vũ long còn muốn một đoạn thời gian gấp trở về thương long trong lòng bi thương long tộc đã đến một bước này yêu tộc cũng dám đi săn chúc long người nào cho ế minh lực lượng điều này không khỏi làm cho người trong lòng bi thiết, Tế Minh đã không đem chút Long để ở trong mắt, đây cũng chính là cho rằng Long tộc không được. Nguyên Thủy Long nữ đã đi tới phụ cận, trầm giọng mở miệng nói, bệ hạ. Cái kia bắt đầu dùng tổ Long điện. Tế Minh xuống tràn về sau, đưa tới ảnh hưởng tồi tệ, còn lại nhắm nhìn chủng tộc, cũng sẽ bắt đầu xuống tràn. Cái kia hướng phượng hoàng tộc cầu viện. Chương 957, Lão tự bảo khố muốn hay không? Tết Nguyên tiêu khoái lạc A. Cầu viện. Này hai chữ vừa ra, Thương Long sắc mặt lập tức lạnh xuống, một đôi mắt lộ ra hàng quang, nhìn về phía biên Thủy Long nữ ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm bất mãn. Long Phượng nhị tộc. Từ vừa mới bắt đầu cũng là Long ở trên, Phượng ở dưới. Bất luận là năm nào tháng nào, vẫn luôn như thế, cho dù là bây giờ Long tộc bài danh thấp hơn Phượng hoàng tộc. Nhưng ở Thương Long xem ra cũng không đáng giá nhắc tới, Long tộc bàn về thực lực đến, vẫn là mạnh hơn Phượng hoàng tộc, cái này khiến Thương Long lực lượng 10 phần, nhưng giờ phút này đột nhiên nghe thấy cầu viện Phượng hoàng tộc, cái này khiến thương long vô pháp tiếp nhận lại trắng nhạt một số cũng là lòng tự trọng bị chặt một đao thật sâu kích thích vừa mới cho rằng long tộc xuống dốc vẫn chỉ là cảm thán như vậy uyên thủy long nữ một câu triệt để đắp lên vách quan tài uyên thủy long nữ nhìn hướng thương long có thể rõ ràng cảm nhận được thương long thần thái biến hóa lấy thương long lòng dạ mà nói cái này một loại thần thái biến hóa có thể nghĩ nội tâm phẫn nộ vậy mà đến không còn che giấu cấp độ thương long lòng tự trọng bị thương tổn nhưng đây là uyên thủy long nữ cố ý một người chỉ có để hắn mất lý trí, mới là lớn nhất dễ đối phó. Bị phẫn nộ ảnh hưởng lý trí, xúc động như vậy phía dưới, khẳng định sẽ là một ít hối hận không kịp sự tình. Châm ngòi thương long lửa giận, để thương long mất lý trí, xúc động phía dưới cầm long tộc nội tình, đi lắng lại lần này sự kiện, đây chính là uyên thủy long nữ mục đích. Cầu viện phượng hoàng tộc một chuyện, từ chính mình nói ra, cùng thương long chính mình nghĩ rõ ràng, đó là hoàn toàn khác biệt. Uyên thủy long nữ lo lắng nói, Giờ phút này chỉ có mời Phượng Hoàng tộc xuất thủ, sau đó mới có thể nhanh chóng bình định náo động, vì thế cho dù là đánh đổi một số thứ, cái này cũng đáng. Chúng ta có thể khống chế náo động quy mô, không phải vậy trong khi hắn các tộc ào ào vào tràn, chiến đấu không ngừng thăng cấp, tương lai bình định tranh đấu giá quá lớn. Nhất là tộc ta nội tình không thể kinh động, đây là liên quan đến nhất tộc sinh tử tồn vong, cầm một số còn lại khoáng thạch cùng thảo dược tư nguyên, đi mời Phượng Hoàng tộc động thủ, thấy thế nào đều là một kiện có lời sự tình dù sao khoáng thạch cùng thảo dược là có thể tái sinh tư nguyên, mà tộc ta nội tình khác biệt, dùng thì thật không có. Lời hữu ích cùng nói xấu toàn bộ đều bị uyên thủy long nữ nói xong, triệt để ngăn chặn thương long con đường sau này. Thương long một đôi mắt, lộ ra hàng quang, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ lạnh lùng khí tức, giống như vô tình khôi lỗi, coi thường thiên địa chúng sinh. Phẫn nộ đến cực hạn về sau, thương long ngược lại tỉnh táo lại. Bị nộ khí xông phá lý trí, từ đó làm xuống hối hận suốt đời sự tình, thương long đến cùng không có trầm luân đến một bước này ánh mắt bình tĩnh hoặc nhìn chăm chú lên viên thủy long nữ thương long lạnh nhạt âm thanh vang lên không cần đi phượng hoàng tộc cầu viện đang phượng người này ta hiểu rõ vô cùng thời khắc mấu chốt phượng hoàng tộc nhất định sẽ xuất thủ ta có long phượng hợp lưu chi tâm có thể đang phượng vị này phượng hoàng tộc kiệt xuất thủ lĩnh há có thể không có giả tâm bọn họ cũng muốn long phượng hợp lưu sẽ không nhìn thấy long tộc thiệt thòi lớn nhưng chúng ta cũng không thấy hết sức chờ đợi dạng này thật sự là quá bị động muốn là phượng hoàng tộc cải biến ý nghĩ như vậy thua thiệt là chúng ta liền xem như phượng hoàng tộc đến giúp, cố ý kéo dài thêm một đoạn thời gian, như vậy chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Trận này đánh cược, chúng ta đã là bên thua, phượng hoàng tộc không thể ỷ vào, để bọn hắn đưa thang khi có tuyết, có thể để bọn hắn dệt hoa trên gấm. Thập đại chủng tộc bên trong, yêu tộc, thần tộc, hồ mang, nhân tộc, cự nhân tộc toàn bộ đều không thể tin. Còn lại ngoại trừ phượng hoàng tộc bên ngoài, cũng chỉ có thương tộc, vũ tộc, linh tộc. Hướng bọn họ cầu viện, tộc ta vị tại Đông Hải phía trên hải đảo thừa thải phong ấn chi thạch có thể cho bọn hắn. Nguyên Thủy Long nữ tâm bên trong bình tĩnh, Thương Long tại thập đại chủng tộc lãnh tụ bên trong, cũng không phải là kiệt xuất nhất, nguyên bản còn tại Thương Nguyên Đồng phía trên, chỉ là Thương Nguyên Đồng dùng chết chứng minh, chính mình không phải là tầm thường. Thương Long cứ việc các loại không đủ, có thể đến cùng là hợp cách lãnh tụ, có thể tu thành trí cường giả, Thương Long tự nhiên là rất lợi hại, chỉ là không bằng còn lại đại tộc lãnh tụ, thiên phú tốt không nói, đầu cũng đủ. Cả hai đều là sáng chói người, đến cùng ít một chút. Không, là lần này có vấn đề, ra không ít yêu nghiệt tới. Tại sớm cái một hai vạn năm trước, thương long là rất không tệ. Nguyên thủy long nữ đã phán đoán ra thương long ý tứ, hướng vượng hoàng tộc cúi đầu, đến cùng quá thương tới thể diện, như vậy không bằng hướng linh tộc cùng vũ tộc cầu viện. Đây tuyệt đối là ăn nhiệt với nhau sự tình, thập đại chủng tộc giữa lẫn nhau hợp tác, đối kháng, không biết phát sinh bao nhiêu lần. Lần này yêu tộc bọn họ đồng lòng đối long tộc ra tay, như vậy thì có thập đại chủng tộc sẽ viện trợ bọn họ cùng một chỗ hợp lực đối kháng yêu tộc bọn họ, bởi vì bọn hắn sợ việc đi long tộc về sau, bọn họ sẽ không thu tay lại, thuận thế lại xuống tay với bọn họ. Dạng này sụp đổ cục diện, vũ tộc cùng linh tộc tự nhiên không hy vọng nhìn thấy, cho nên trực tiếp chống đỡ long tộc. Muốn là yêu tộc cùng hồ mang bọn họ, có can đảm tăng lớn thể đánh bạc, khuếch trương đại chiến đấu quy mô ra tay đánh nhau, như vậy bọn họ cũng không sợ, cũng sẽ lập tức tăng binh, có long tộc kháng ở phía trước, vì bọn họ xông pha chiến đấu, chuyện tốt như vậy chỗ nào tìm đi chỉ là để uyên thủy long nữ để ý là thương long nguyện ý bỏ qua phong ấn chi thạch đây chính là vô cùng trọng yếu chiến lược tính tư nguyên đạo nguyên chính là thiên địa bản nguyên được xưng tụng là thiên địa kỳ vật bất luận là chú tạo thần binh vẫn là đột phá thần ma toàn bộ đều cần đạo nguyên mà lại nương theo lấy tu vi tinh tiến đạo nguyên nhu cầu sẽ từng bước một mở rộng mà trong thiên hạ có thể phong ấn đạo nguyên chi vật cũng chỉ có phong ấn chi thạch rải rác mấy món bảo vật có thể phong ấn chi thạch có thể phong ấn đạo nguyên cũng có thể phong ấn những vật khác phong ấn chi thuật thần kỳ nhất, có một ít không cách nào diệt sát dị thú, hoặc là cường đại cường giả, lại đánh vết khó khăn lúc, có thể vận dụng phong ấn chi thuật. Cái này liền cần dùng đến phong ấn chi thạch, phong ấn chi thạch tác dụng rất nhiều. Đây đã là cao đoan chiến lược tư nguyên, vì cái này phong ấn chi thạch nhân tộc một mực có một tôn tiên thiên thần ma tọa trấn, long tộc nơi này cũng là như thế, song phương vì tranh đoạt cái này một cái hải đảo, ngày xưa đã từng bạo phát quá kích liệt xung đột. Tiên thiên thần ma đánh không biết bao nhiêu tràng, một ngàn năm định một lần phối cho loại này trân quý tư nguyên người nào cũng không có ý định dùng phúc địa tranh đoạt biện pháp để phàm tục đi tranh đoạt phúc địa thì một cái mà phong ấn chi thạch sản xuất một mực tiếp tục chí ít ba vạn năm bên trong không cách nào bị khai thác hư không cho nên cái này đã định trước là không thể từ bỏ địa phương đương nhiên cũng là phúc địa yếu ớt muốn là đánh nát không phải hoàng mỹ phúc địa về sau cũng liền đã mất đi tranh đoạt giá trị nguyên thủy long nữ nghĩ đến một cái khả năng không khỏi mở miệng hỏi bệ hạ là dự định kẻ gây tai họa mượn nhờ phong ấn chi thạch loại bảo vật này, đi dẫn dụ linh tộc cùng vũ tộc chính diện cùng nhân tộc xung đột. Chúng ta như là lúc trước ngàn năm chi chiến phượng hoàng tộc một dạng, tuần tự lui một bước, đợi đến bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta lại tìm cơ hội đoạt lại. Chỉ là như vậy kế sách quá đơn giản, sợ không cách nào giấu giếm qua linh tộc cùng vũ tộc. Thương Long lạnh lùng nói, tiền tài động nhân tâm. Phong ấn chi thạch giá trị đầy đủ cao, bọn họ liền xem như nhìn ra có mờ ám đến, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua nhân tộc gần nhất càng ngày càng cường thế, Long Môn ném một cái, ta thì dự cảm đến phong ấn chi thạch giữ không được. Đậu Trường Sinh cũng đột phá tới thần ma, cũng nên vì nhân tộc ra trấn một phương, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chúng ta nơi này thích hợp nhất. Không có lần này náo động, làm Đậu Trường Sinh tới về sau, cũng căn bản không gánh nổi. Bây giờ cầm vốn là phải bỏ qua đồ vật, đổi lấy linh tộc cùng vũ tộc xuất thủ, đây là phi thường đáng giá. Nguyên Thủy Long nữ ngây ngẩn cả người, cái này thương long thật đạp mã là quỷ tài chỉ cần đem đồ vật của mình, xem như là của người khác, như vậy lại quy ra tiền bán đi, nhất định có thể kiếm tiền. Lỗ vốn, không tồn tại. Cái này tư duy. Cũng là không có người nào. Cho dù là uyên thủy long nữ đều trầm mặt. Uyên thủy long nữ đè xuống trong lòng tiếp tục thử tâm tư, thương long mục đích rất rõ ràng, toàn diện bắt đầu co vào lực lượng, còn như bây giờ thương tộc một dạng, bắt đầu không tại có vẻ mắc hoạt động, dạng này lực lượng co vào về sau, liền xem như thực lực giảm xuống, có thể trong lúc nhất thời bạo phát lực lượng, đem về vượt qua thực lực không có có tổn thất trước. Dù ai cũng không cách nào tiếp nhận long tộc, có thể cả tộc chi lực bạo phát. Cho nên lần tiếp theo nhân tộc muốn tiếp tục đối long tộc ra tay, cái này cũng muốn cân nhắc một chút, mà lại mới đi ngắm, cũng cho nhân tộc dựng nên tốt. Thương long phương thức không có sai, càng là dày vò càng là chết mau, đây chính là một cái ác liệt tuần hoàn. Hiện nay thiên địa không yên, trung chuyển bất an, có thể đi chờ đợi đợi thời cơ. Nguyên thủy long nữ chậm rãi rút lui, trực tiếp đi hướng linh tộc cùng vũ tộc còn có thương tộc cầu viện thương tộc không nhất định động chủ lực cũng là vũ tộc cùng linh tộc đậu trường sinh giờ phút này bồi hồi tại đông hải long cung khu vực bên ngoài đang cùng gia luật hồ từ hô ứng không ngừng xuất thủ bắt đầu phá hư long tộc thủ hộ đại trận mắc trận đậu trường sinh mỗi một lần đều không mạnh mẽ tấn công mà chính là sau một kích liền bắt đầu lập tức chạy trốn giờ phút này thấy tốt thì lấy trực tiếp trở về mai danh ẩn tích chính là lựa chọn tốt nhất nhưng mắt thấy gia luật hồ từ bọn họ động thủ đậu trường sinh cũng không muốn bỏ qua lần này cơ hội lần trước đông hải chi chiến bởi vì thực lực nguyên nhân chính mình chiến quả lác đác không có mấy lần này cơ hội trời cho nếu là không bắt ở như vậy thì quá ngu xuẩn đậu trường sinh cũng không muốn bị ngu xuẩn chết giờ phút này chủ động đến đây đông hải long cung phụ cận cũng chính là thăm dò một chút gia luật hồ từ bọn họ có thể hay không thành sự kế tiếp là muốn làm đại sự muốn là gia luật hồ từ bọn họ không được việc rất nhanh liền bị long tộc trấn áp đậu trường sinh thì không cần thiết động thủ miễn cho đã thảo kinh xà làm tự mình đến đến về sau đậu trường sinh mới phát hiện lần này thần tộc thật ra sức mời tới hồ mang nhất tộc cường giả gia luật hồ từ vậy mà không phải mạnh nhất đem hồ mang nhất tộc một tôn trí cường giả mời tới thác bạc ma vương đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh còn sót lại một vị đang mạc nhĩ đây cũng là chân quân chiến lực mà thần tộc một phương thủy thần tự mình lĩnh đội còn lại là lôi thần cùng băng thần cái này một đợt ổn bởi vì thực lực như vậy hồ mang cùng thần tộc đều tổn thất không nổi long tộc có can đảm vận dụng bất hủ thần binh có giết người hoặc là cầm tù tâm tư của bọn hắn tuyệt đối sẽ gây nên hồ mang cùng thần tộc kịch liệt phản kháng hồ mang đại tế ti cùng viêm thần xuất hiện đó là chuyện tất nhiên long tộc chính là kiên kỵ điểm này cho nên không dám mở ra bất hủ chi chiến đậu trường sinh trong lòng nhất an liền định bắt đầu hành động đuôi rồng vung vẩy ở giữa đậu trường sinh đã thay đổi phương hướng trong nháy mắt liền xông ra ngoài đậu trường sinh mới lao ra đã nhìn thấy phía trước một vị che mặt dáng người khôi ngô đại hán cười lớn duỗi tay mang theo một đầu chân long hưng phấn chính hướng chính mình sớm thì chuẩn bị xong một kiện phong ấn thần binh bên trong nhét. Đậu trường sinh ngẩn ra. Ngươi liền xem như trong bóng tối ra tay, cũng muốn nhiều che giấu một chút a. À. Cái kia che mặt chính là ngư trường kiếm bố, tuy nhiên nhìn không ra ngươi là ai. Có thể cái này ngư trường kiếm lực lượng, long tộc liếc một chút liền có thể phán đoán ra, đây là một tôn nhân tộc tiên thiên thần ma. Còn có ngươi cái này thể trạng tử, giọng nói này, cái này cười tần suất, đậu trường sinh liếc một chút thì nhận ra, đây là chính mình tiện nghi đại ca cảm nhận được đậu trường sinh ánh mắt, tự vô mệnh hét lớn một tiếng, ta chính là thần tộc đấu thần. Chỉ là cá chạch, còn không thúc thủ chịu trói. Đậu trường sinh quay đầu bước đi, căn bản không muốn phản ứng tự vô mệnh. Đậu trường sinh chạy, phía sau tự vô mệnh hăng hái. Mới phong ấn một đầu chân long, bây giờ hướng thẳng đến đậu trường sinh vọt tới. Tự vô mệnh một đôi mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy đậu trường sinh như là nhìn về phía hiếm thấy trân bảo một dạng, cái kia trên vảy rồng hoa văn, cái kia dài nhỏ râu rồng, nhìn tự vô mệnh càng ngày càng ưa thích. Trúc long nhất tộc A Đây chính là một con cá lớn đương đại Trúc Long đã xuất hiện Chúc long nhất tộc không có khả năng lại ra một vị Chúc long còn lại trúc long nhất tộc thành viên không có thành tựu có thể tự vô mệnh không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy một đầu trúc long nhất tộc chân long Cái này bắt về bất luận là nghiên cứu, vẫn là la giống lại hoặc là nhờ vào đó thăm dò Chúc Long bí ẩn đều có thể còn lại chỗ tốt không có, chỉ là đem trước mắt Chúc long nhất tộc chân long bắt về thì đúng từ bản thân vất vả một chuyến chỉ là tự vô mệnh cũng đã nhìn ra cái này chúc long tộc chân long có một ít hơi chỗ không đúng bất quá tự vô mệnh không nghĩ nhiều ai bảo tự vô mệnh chưa từng thấy mấy lần chúc long tu thành tiên thiên thần ma mới hơn một nghìn năm thực lực cứ việc cường đại có thể thấy được biết phía trên là tự vô mệnh khiếm khuyết nhìn lấy phía sau đuổi sát không buông tự vô mệnh đậu trường sinh tâm lý thầm chửi một câu cái này tiện nghi đại ca thật sự là ở không đi gây sự vốn là không muốn cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc cũng là bởi vì sợ mình hiện tại hành tung đều bị người nhìn chăm chú bên trong bây giờ xem ra không liên hệ là không được đậu trường sinh không thể không chủ động truyền âm nói không nên đuổi là ta phía sau không ngừng truy kích tự vô mệnh động tác không khỏi một trận một đôi mắt hào quang ảm đạm xuống tự vô mệnh y nguyên truy kích chỉ là bên trong trong lòng phi thường thất vọng vốn cho rằng là một con cá lớn ai có thể nghĩ đến sau cùng lại là chính mình tiểu huynh đệ đậu trường sinh vốn là dự định để tự vô mệnh tiếp tục đuổi sau đó tìm tìm một cái trống rỗng trực tiếp vứt bỏ tự vô mệnh, nhưng đột nhiên cải biến ý nghĩ, chính mình là muốn đi chiếm lấy Trấn Hải Châu. Trấn Hải Châu cất giữ chi địa, khẳng định là Long tộc bảo khố. Chính mình bây giờ Long môn chờ không tại tay, chỉ là nương tựa theo sâm la giới, cũng giả không được quá nhiều, một số phẩm cấp cao đồ vật, nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, kỳ thực chiếm cứ phân lượng, muốn vượt qua đồi núi. Không bằng tiện nghi hai anh em họ, đầu trường sinh chào hỏi một tiếng nói, bảo khố muốn hay không? Ta muốn Trấn Hải Châu, còn lại có thể từ đại ca trước chọn tẩu tử chỉ có một kiện tiên thiên thần binh, quá ít. Chương 958, khởi đầu tốt đẹp. Đông Hải. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Mặt đất trung chuyển, nước biển sôi trào. Từ hồ mang cùng thần tộc sáu tôn tiên thiên thần ma đánh bất ngờ về sau, lại có các tộc mật thám cùng một chỗ phát lực, long tộc hỗn loạn bắt đầu khuếch tán ra đến, sau đó lại có một ít đục nước béo còn người có quyết tâm xuất thủ. Đông Hải có thể nói là loạn càng thêm loạn, nhất là Trúc Long cái này một tôn trí cường giả bị ngăn cản tại Đông Hải trên không về sau, yêu tộc lại có tiên thiên thần ma thuận thế xông vào Đông Hải, nhân tộc cũng có tiên thiên thần ma gây sóng gió. Bình tĩnh Đông Hải bây giờ vô cùng hỗn loạn, cục thế vẫn chưa mất khống chế, cái này một số đục nước béo cò người, người nào cũng không muốn đem long tộc cừu hận đều hấp dẫn tới. Nguyên một đám gian xảo xảo trá, đều đang đợi lấy người nào đó nhói nhói long tộc. Dạng này loạn cục không mất khống chế, đó là không có khả năng. Chỉ là không muốn gánh làm chim đầu đàn. Đổi một câu mà nói, hiện nay động tác của bọn hắn, bất quá là chướng nhãn pháp, chính đang hấp dẫn chú ý lực, không có bộc lộ ra chính mình mục đích thực sự. Thế lực khắp nơi không ngừng vào tràn, đang âm thầm đẩy mạnh chính mình mục đích lúc. Đậu trường sinh giả bộ như chật vật chạy trốn, phía sau tự vô mệnh giả bộ như truy sát, một trước một sau không ngừng cải biến vị trí, tuần tự xác định phía sau phải chăng có thăm dò ánh mắt. Một mực kéo dài một phút thời gian về sau, cứ việc có thể xác định, không người có thể thăm dò bọn họ, nhưng một đuổi một chạy che giấu vẫn không có kết thúc. Nhiều diễn xuất, đây là không có sai. Đậu trường sinh một bên trốn, Đồng thời cũng bắt đầu hướng về Trấn Hải Châu vị trí phóng đi. Phương diện này cũng không cần phải vận dụng phong thủy la bàn, bởi vì lúc ấy tại xác định U Minh Toái phiến thế giới vị trí lúc, Đậu Trường Sinh đã đem phong thủy la bàn ở phía trên còn lại Trấn Hải Châu vị trí xác định. Đông Hải Long cung cái này một mảnh long tộc hạch tâm khu vực, hết thảy xuất hiện 7 viên Trấn Hải Châu. Ở trong đó 3 viên Trấn Hải Châu là mình, cũng chính là còn lại còn có 4 viên Trấn Hải Châu. Cái này 4 viên Trấn Hải Châu cũng là Đậu Trường Sinh mục tiêu, đến mức long tộc còn lại Trấn Hải Châu đầu trường sinh không có một lưới bắt hết ý nghĩ, không phải là từ bỏ mà là không thể. gia luật hồ từ bọn họ đưa tới hỗn loạn, sớm muộn phải kết thúc, không có khả năng một mực kiềm chế lại long tộc. nhất là chính mình tuần tự động thủ, sợ là sẽ phải nhói nhói long tộc, để long tộc điều động lực lượng bắt đầu truy sát chính mình đến. đầu trường sinh thậm chí là cũng không có nắm chắc, đem bốn viên trấn hải châu toàn bộ đều chiếm lấy. nguyên do vô cùng đơn giản, cái này bốn viên trấn hải châu không có có cất giữ tại một chỗ, mà chính là hai viên trấn hải châu một vị trí. Khách thảy có hai cái vị trí, chính vị tại Đông Hải Long cung Đông Tây hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau, Long tộc cũng không có đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong. Đầu tiên là lượng quanh một vòng về sau, đậu trường sinh thu hồi chân thân, đã biến thành hình người, sau đó bắt đầu hướng về nắm giữ tọa độ tiếp cận. Rất nhanh đậu trường sinh thì đã đi tới một chỗ miệng núi lửa, đây là một tòa chính đang phun trào núi lửa. Vốn là một chỗ núi lửa chết, nhưng bởi vì náo động bạo phát, đại chiến dư âm bao phủ nơi này, tạo thành núi lửa phun trào. Trong nước biển không ngừng phun ra núi lửa, nước biển thâm thụ ảnh hưởng, không chỉ là nhiệt độ bắt đầu tăng vọt, nước biển cũng là phi thường đục ngầu, tầm nhìn vô cùng thấp. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, nổi lên nhàn nhạt lộng lẫy, vốn là đã mơ hồ xuống tầm mắt, dần dần bắt đầu rõ ràng. Có thể rõ ràng trông thấy con đường phía trước, hoàn toàn là mạnh mẽ đâm tới, cái này một ngọn núi lửa cũng không phải phổ thông núi lửa, phun trào dung nham cũng là phi phàm, cho dù là võ đạo nhất phẩm, trong khoảnh khắc cũng phải hóa thành tro tàn. Coi như là bình thường thần ma đều gánh không được, muốn là xâm nhập lửa trong ngọn núi, cũng có được vẫn lạc nguy hiểm. Nơi này là một chỗ thiên nhiên hiểm địa, cũng là nhất đạo bình chướng. Nếu thật là có chiến tranh, dẫn bạo cái này một ngọn núi lửa về sau, liền có thể hóa thành bình chướng, ngăn cản một số thực lực chưa đủ địch nhân, long tộc có thể nhờ vào đó bố trí đến phòng tuyến. Mà lại hiện nay phun trào dung nham, tuyệt đối không phải cái này một ngọn núi lửa uy lực chân chính. Biết tọa độ ngay tại lửa trong ngọn núi, nơi này có long tộc bảo khố, khẳng định có lấy một tòa hành cung, thời khắc mấu chốt có thể đảm đương chiến tranh cứ điểm, này hiệu quả ước chừng tương đương với thần đô bên ngoài cửu sơn một dạng. Không ngừng phun ra dung nham, cùng cuộn phóng lên tận trời, bắt đầu văng tứ phía hỏa tinh, cho dù là tại dưới biển sâu, y nguyên không cách nào dập tắt, phản mà không ngừng bốc hơi lấy nước biển. Màu đỏ thẩm hỏa tinh, nhìn như không đáng chú ý, nhưng đó là đối với núi lửa mà nói, đối với thu hồi long tộc chân thân đậu trường sinh mà nói, cái này giống như là to bằng vải nước, hung mảnh hướng về chính mình đánh thẳng tới. Từng tia từng sợi pháp lực, bắt đầu không ngừng hiện lên, sau cùng tại đậu trường sinh bên ngoài cơ thể, tạo thành ba thước pháp lực vách tường cái này đốt cháy hỏa tinh đụng vào pháp lực trên vách tường về sau pháp lực giống như xăng đồng dạng trong nháy mắt đã bốc cháy lên đã bị hỏa tinh đốt cháy không còn khí thế hung hung tiếp tục trùng kích đậu trường sinh cái này muốn là đổi thành một tôn thần ma ứng đối lên tuyệt đối có một ít độ khó khăn cái này đã ẩn chứa địa mạch chi lực đậu trường sinh trong lòng lĩnh ngộ cái này một ngọn núi lửa chánh thức lúc bộc phát sẽ còn có đông hải hải nhãn gia trì thủy mạch chi lực núi lửa vốn là phun trào dung nham là hỏa địa phong hỏa thủy bốn đại bản nguyên chi lực, cái này đã chiếm cứ ba loại. Muốn là lại có Đông Hải Long cung một phương, bổ sung sau cùng khiếm khuyết, quy lực khẳng định là không phải tầm thường. Nơi này là Long tộc địa phương trọng yếu, đậu trường sinh trong lòng hiểu rõ. Địch nhân trọng địa, như vậy tự nhiên là muốn hủy hoại. Đậu trường sinh tùy ý hỏa tinh oanh kích đến trên thân, từng bước một tiếp tục hướng phía trước, hỏa tinh không ngừng vỡ vụn, từng khúc bắt đầu dập tắt. Trên da thịt hiện ra một đạo đốt cháy khép dấu vết, nhưng sau một khắc liền đã biến mất không thấy gì nữa công kích như vậy không phá được phòng, bất quá cũng không cần thiết ngạnh kháng, đậu trường sinh hướng về phía trước sông lên, giống như một đạo ti chớp, đã biến thành chân long thân thể, chỉ là không có vượt qua 100 trượng, ước chừng chỉ có to khoảng 10 trượng. Miệng rồng mở ra ở giữa, phía trước hết thảy trở ngại, toàn bộ đều bị cắn một cái xuống. Một đường sông ngang, đậu trường sinh rõ hiện ra tốt tuổi, một trận cuồng ăn, bắt đầu tích xúc sinh mệnh lực của mình. Nhưng so sánh với lôi máu của rồng thịt, thứ này kém đâu chỉ gấp trăm lần, ăn tương đương với thể tích gấp trăm lần đồ vật, còn không bằng cắn lôi long lớn chừng bàn tay huyết nhục. Đậu trường sinh một mực vọt tới miệng núi lửa, nhìn lấy phun trào như là thiên trụ dung nham, trong tai lắng nghe tiếng hoanh minh, đậu trường sinh không chút do dự xông vào trong đó, cùng cuộn dung nham, bắt đầu không ngừng rơi vào đậu trường sinh trên thân, mỗi một dọc dung nham còn giống như núi cao trầm trọng. Một tiếng long ngâm vang lên. Pháp thiên tượng địa. To lớn đầu rồng hiện ra, mở ra miệng rồng, giống như hắc động đồng dạng, trong nháy mắt đối với dung nham một miệng nuốt vào. Chỉ một thoáng, dung nham liên tục không ngừng bị thôn vệ. Đầu rồng không ngừng hướng phía dưới, dung nham từng khúc biến mất. Bén nhọn răng rồng, bắt đầu hung ác cắn động. Nguy Nga sừng sững tại đại địa phía trên, hùng vĩ cao lớn núi lửa, đã bị đậu trường sinh cắn một cái bên trong. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, núi lửa này giống như thần binh sắt, giống như là một kiện thần binh một dạng cứng rắn, bàn về độ cứng, vượt ra khỏi lôi long không biết bao nhiêu lần. Loại này tiên thiên mà thành địa thế, lại có hậu thiên cố ý chú tạo, cái này mới xuất hiện cái này đặc thù một ngọn núi lửa. Đậu trường sinh không ngừng phát lực, đầu rồng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính đang tăng trưởng một cách điên cùng bên trong, không ngừng mở rộng lấy pháp thiên tượng địa, lực lượng, giờ khắc này đậu trường sinh đã tiêu hao. Thiên ma giải thể, cái này một loại bạo phát bí pháp, đậu trường sinh giờ khắc này bắt đầu động dùng. Hiện nay không dám dùng mang tính tiêu chí quá cao công pháp, nhưng còn lại đại chúng công pháp ngược lại là có thể, chuyên tu, ba đầu sáu tay, thiếu, có thể, pháp thiên tượng địa, không ít kỳ thực ba đầu sáu tay cũng có một bộ phận chỉ là đậu trường sinh nuốt bất hủ thần đang về sau đặc thù quá mức rõ ràng rất dễ dàng khiến người ta phát giác được không cùng đi đậu trường sinh một đôi mắt rồng bên trong hiện ra vẻ hung lệ ẩn ẩn hiện ra điên cuồng ngân đậu cái kia một đợt bạo phát cho đến ngày nay nào đó đậu đã trong bóng tối tính toán không biết bao nhiêu lần nào đó đậu cũng biết không có khả năng như ngân đậu mạnh như vậy nhưng hiện tại đây là một cái cơ hội thích hợp răng rắc răng rắc răng rắc nương theo lấy lực lượng tiến một bước tăng cường tại pháp thiên tượng địa cùng tiên thiên thần binh phía dưới cái này một ngọn núi lửa cũng không chịu được nữa trăng rồng giống như đao sơn kiếm sơn giờ khắc này khép lại ra cứ thế mà cắn nát núi lửa nguyên bản điên cuồng nghiền ép bản thân hóa thành tự thân chiến lực bị thương thế hiện nay nương theo lấy cây đuốc núi một bộ phận thôn vệ hết cường đại mên mông sinh cơ bắt đầu không ngừng thẩm thấu nhập huyết nhục bên trong tự như là hạn hán đã lâu gặp nước ngọt một dạng phối hợp với bất tử chi khu rơi về, về sau thương thế đã khôi phục bảy tám phần hơi thở tiếp theo làm đậu trường sinh lại một lần nữa hung ác cắn xuống thời điểm, thương thế đã triệt để khỏi hẳn. Cái này tiên thiên đặc tính thông vệ, không cách nào làm cho đậu trường sinh thiên hạ vô địch, nhưng tuyệt đối có thể làm cho đậu trường sinh thành là mạnh nhất sinh vật. Chỉ cần một kích đánh không chết đậu trường sinh, như vậy đậu trường sinh lại sử dụng còn lại khôi phục năng lực, liền có thể đem thương thế khôi phục 7-8 phần. Hiện nay đúng là như thế, đây đã là lành tính tuần hoàng. Thông vệ dung nham như đồ uống, núi lửa làm miếng cháy, cắn giòn. Cái này điên cuồng tư thái, đã bị chạy đến tự vô mệnh nhìn chăm chú tại trong mắt. Ánh mắt hiện ra ngưng trọng lên, chính mình vị này tiểu lão đệ chiến lực, thật sự là ngoài dự liệu. Tự vô mệnh đã biết đậu trường sinh rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới tại tiện tay gia hỏa đều không tại lúc, còn có như thế chấn hám nhân tâm chiến lực. Tự vô mệnh rung động đồng thời, cũng phát hiện nơi này đặc thù. Nơi này rất rõ ràng chính là long tộc chuyên môn chuẩn bị một chỗ phòng ngự điểm mấu chốt, hiện nay cũng chưa hoàn toàn bắt đầu dùng, không phải vậy tuyệt đối sẽ không như vậy dứt khoát bị một người công hãm, đợi đến chỗ này điểm mấu chốt, chánh thức cùng long tộc thủ hộ đại trận tương liên, tuyệt đối sẽ tăng cường long tộc thủ hộ đại trận uy lực. Mà ở trong đó cũng hóa thành một đạo bình chướng, ngăn trở địch nhân tiến công. Hiện nay nơi này bị tùy tiện công hãm, tự vô mệnh cười lạnh, khẳng định là hắn tỏa trấn người bị điều. Đây cũng là vô cùng bình thường sự tình, hiện nay Đông Hải Long cung chỗ đó có không ít cường giả tàn phá bừa bãi, nơi này muốn là long tộc một chỗ phồn hoa thành thị, còn muốn có sức mạnh lưu lại trấn thủ, nơi này là ẩn giấu đi điểm mấu chốt tại long tộc xem ra không người nào biết, địch nhân đương nhiên sẽ không để ý, thì không cần lưu thủ. Đương nhiên cũng cùng lần này náo động quá lợi hại nguyên nhân có quan hệ, long tộc lực lượng giật gấu vá vai, nhất định phải bỏ qua vài chỗ. Bất luận là loại lý do nào, hiện nay nơi này phòng ngự không đủ. Tự vô mệnh nhìn lấy đậu trường sinh tiến quân thần tốc, điên cuồng đánh nát hết thảy trở ngại. Không, là một đường ăn 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 ăn. Tự vô mệnh cũng theo sát phía sau phóng đi, song phương đã xông vào trong đó. Không lâu sau công phu, thì đã đi tới mục đích thực sự địa. Đậu Trường Sinh đã tán đi cái pháp thiên tượng địa hiệu quả, vượt qua 100 trượng chân thân, vẫn là quái vật khổng lồ, bất quá nơi này là vì long tộc chế tạo, tự nhiên thích hợp long tộc thể tích, nhân tộc ở chỗ này giống như là giống như con kiến, dường như đi tới cự nhân cung điện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này một tòa hùng vĩ thiên cung, hắn líp nha líp nhíp bậc thang, giống như một đao một kiếm chém thẳng ra. Phía trên tràn ngập đao ý cùng kiếm ý, nương theo lấy bậc thang không ngừng hướng lên, ý cảnh bắt đầu không ngừng tăng cường đầu trường sinh ngửa đầu hướng lên cũng có thể cảm nhận được một cổ ác bách lực cái này là tới từ ý chí phía trên rất rõ ràng lưu lại cái này đau ý cùng kiếm ý người không phải tầm thường tiên thiên thần ma không thậm chí là khả năng vượt ra khỏi tiên thiên thần ma chính là bất hủ thần ma cái này không thể nghi ngờ chính là một cái bảo vật có thể không ngừng leo bậc thang đi cảm thụ ý cảnh đây là một loại truyền thừa ý cảnh này không phải lập tức mạnh nhất mà chính là dần dần tăng cường đây là cho học tập cơ hội đây là bảo vật đồng thời cũng là một đạo rảnh trời. Là tiến vào cái này một tòa hùng vĩ thiên cung phải qua đường. Một đạo truyền âm đã truyền vào đến đậu trường sinh trong tai, không muốn ăn. Đây tuyệt đối là xuất từ bất hủ kim tiên chi vật, là đối phương dùng để truyền thừa khảo nghiệm môn đồ chi vật. Sau cùng đao ý cùng kiếm ý, đã đến bất hủ tầng thứ. Cái này liền thành một khối, người đối nó ra tay, liền muốn gánh chịu tất cả lực lượng phản kích, bạo lực là kết quả xấu nhất, mà lại nếu là có chỗ hư hao, như vậy giá trị thì giảm xuống. Chúng ta không phải phá hư tới, Long tộc huynh đệ xảy ra chuyện, bực này bảo bối lưu giữ ở đây không an toàn, chúng ta chỉ là tạm thời vì long tộc huynh đệ bảo hộ một chút, chưa tới vẫn là phải trả cho long tộc huynh đệ, muốn là làm hư sẽ không tốt. Tự vô mệnh sau cùng nói, ngươi đến. Vẫn là ta đến. Đậu trường sinh đình chỉ tiến lên, đem cơ hội đưa cho tự vô mệnh nói, ngươi tới đi. Đậu trường sinh đối với dạng này truyền thừa đã không có hứng thú, cái này cùng mình đường tương xung, cái này đao ý cùng kiếm ý cực kỳ sắc bén, không có trong âm âm khí, chủ yếu cũng là long tộc nơi nào sẽ hảo tâm như vậy, trực tiếp đem truyền thừa lưu cho người đến. Ở trong đó khẳng định có mờ ám, nhất định tồn tại bẫy rập. Chính mình đã bất hủ ý chí mặc dù là tiên thiên tầng thứ, nhưng là không bằng tiện nghi đại ca. Trừ phi là muốn bạo lực phá hư, không phải vậy muốn hoàn chỉnh thu hoạch được món này bảo vật, tự vô mệnh là sự chọn lựa tốt nhất, đối phương bất hủ ý chí, cường đại, lại có thần thoại truyền thuyết hướng chết mà sinh, áp lực càng mạnh bạo phát cũng càng mạnh. Tự vô mệnh tiến lên một bước, Trọng lớn bàn tay đã hướng về trong ngực sờ soạn, lấy sau cùng ra ba chân hai lỗ đỉnh nhỏ đồng thau, cái này ước chừng chỉ có lớn chừng ngón cái, nhìn qua tương đối mini. Nhưng Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, cái này lại là cửu đỉnh. Thảo. Vốn cho rằng tự vô mệnh muốn nương tựa theo thiên phú, tuyệt hảo ngộ tính leo thạch giai, một đường gặp chiêu phá chiêu, phá giải bẫy rập, cuối cùng trèo lên đỉnh thành công. Đậu Trường Sinh đều tự động tưởng tượng rung động đến tâm can quá trình. Ai có thể nghĩ đến cái này không theo sáo lộ ra bài? trực tiếp cầm cửu đỉnh món này đại biểu cho không gian hoàng đạo thần binh xuất thủ. Cái này cân nhắc cái rắm A. Căn bản cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Người nào cầm cửu đỉnh đều có thể làm được. Chương 959, muốn người trước hiển thánh đậu đậu. Thiên cung. Giống như than trời, nối liền đất trời thạch dai. Giờ phút này biến mất không còn, thiên cung giống như là đất kể ra. Vốn là tự nhiên mà thành bao la hùng vĩ huyển lệ biến mất không còn tâm tích, nhìn qua vô cùng khó coi đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía thu hồi cửu đỉnh tự vô mệnh cái này cửu đỉnh ngược lại là cũng có thể tùy thân mang theo đến lúc đó dùng để tồn trữ một số phẩm cấp cao bảo vật trở về cùng thanh đế vừa nghĩ tới thanh đế cái kia keo kiệt bộ dáng chắc chắn sẽ không thành công vẫn là cùng thiên cơ lão nhân thảo luận một chút cửu đỉnh số lượng không ít cho dù là đại bộ phận muốn trấn áp nhân cảnh không gian căn bản không thể rời đi nhân cảnh có thể nhiều như vậy đều đặn một đều đặn làm sao cũng có thể phân đến một cái đi đã trải qua khởi đầu tốt đẹp về sau tự vô mệnh trong ánh mắt hiện ra chờ mong ánh sáng nơi này rất rõ ràng còn có không ít đồ tốt tồn tại tự vô mệnh mới đi về phía trước ra một bước đậu trường sinh vốn là cũng phải lên trước nhưng đột nhiên dừng lại một đôi mắt ngưng trọng lên truyền âm trầm giọng nói có một ít không đúng bên ngoài hẳn là có người để mắt tới chúng ta tự vô mệnh không thèm để ý nói chỉ cần không có tiếng đến thì không cần phải đi quản bọn họ ngươi vừa mới động tác không nhỏ đã có thụ chú mục bị người chú ý là chuyện rất bình thường hiện nay vơ vét bảo vật trọng yếu lấy hiện tại loạn cục long tộc không thể hợp lực như vậy chúng ta có cái gì sợ hãi người ta huynh đệ hợp lực đến bốn năm vị tiên thiên thần ma là ngăn không được chúng ta liền xem như chúng ta không xông phá cũng có thể lập tức kêu gọi yến thần đế đến giúp không được nửa tương thủy thần nữ ngay tại hắc thủy quan đây đậu trường sinh trong lòng nhất an tự vô mệnh nói không sai thật đến thời khắc mấu chốt viên thủy long nữ khẳng định cũng muốn xuất thủ tương trợ cái này liền có thể hội tụ năm tôn tiên thiên thần ma thực lực cường đại như vậy trừ phi là bên ngoài tất cả tiên thiên thần ma liên hợp không phải vậy sẽ không xảy ra chuyện. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút, không có phát hiện đối phương tiến vào, Đậu Trường Sinh bắt đầu xâm nhập. Phá vỡ Thiên Cung Thạch giai môn hộ về sau, Thiên Cung bên trong không có ở gặp phải nguy hiểm, bất quá dự đoán bên trong khắp nơi đều là bảo vật tình huống cũng chưa từng xuất hiện, một mực tiến quân thần tốc, đi tới Thiên Cung chính điện sau. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, đại khí bàn bạc trong chính điện bộ. Chính có từng tia từng sợi quang mang pha trộn bốc lên, hắn bên trong vườn quanh lấy từng kiện từng kiện bảo vật, cái này giống như là vô hình bàn tay bưng lấy bảo vật một dạng, bảo vật ngay tại trên dưới lơ lửng. đậu trường sinh ánh mắt quét qua ở giữa, nhìn thấy tụ cùng một chỗ hai viên bảo châu, bảo châu tràn ngập lộng lẫy, phun ra nuốt vào lấy bảo quang, bất ngờ chính là đậu trường sinh mục tiêu trấn hải châu. đậu trường sinh ánh mắt di động, nhìn về phía cái khác bảo vật, hiện nay chính điện bên trong hết thảy chỉ có ba kiện bảo vật, hai viên trấn hải châu xem như một kiện, trông thấy còn lại hai kiện bảo vật lúc tự vô mệnh trực tiếp mở miệng nói, ta muốn cái kia một mặt bảo kính, tẩu tử ngươi vừa vặn cần một mặt trang điểm kính. Đậu trường sinh nhìn về phía một món trong đó bảo vật, cái kia nói là bảo kính, kỳ thực là sai lầm. Đây không phải một kiện thành phẩm bảo vật, mà chỉ là một kiện bán thành phẩm, chính là một loại nào đó thủy tinh, nhìn qua giống như là thủy tinh giống như tấm gương, thực lại chỉ là ngoại hình cực giống mà thôi. Tự vô mệnh tiếp tục mở miệng nói, đây là một kiện chưa từng chú tạo thành công tiên thiên thần binh. Hắn khiếm khuyết sau cùng một đạo trị trình tự làm việc, không có rót vào đạo nguyên nhưng cũng chính là không có chú tạo thành công cho nên linh tính không có đảng sinh ra hắn phẩm chất rất cao kéo cao uy lực cho nên tương đương với một kiện cường đại thần binh bất quá đây là trong thời gian ngắn sử dụng muốn là lâu dài sử dụng không có linh tính tương trợ pháp lực tiêu hao quá lớn là không bằng chánh thức thần binh món này quy ta trấn hải châu về ngươi còn lại cái kia một kiện cũng về ngươi hết thảy tử gian bảo vật chúng ta cắt lấy thứ hai đầu trường sinh tán thành nói có thể đậu trường sinh hóa thành nhân hình đã cùng tự vô mệnh cùng một chỗ hướng về chính điện đi đến ba kiện bảo vật đã chia cắt hoàn tất còn lại hạ tối hậu một kiện giá trị chính là thấp nhất chỉ là một kiện thần binh mà thôi long tộc không có sung túc đến tồn trữ nhiều kiện tiên thiên thần binh cấp độ cái kia một kiện bảo kính bán thành phẩm sau cùng rót vào đạo nguyên mới là khó khăn nhất lấy lấy được đậu trường sinh cũng suy đoán ra long tộc ý nghĩ bảo kính thật chính sử dụng lúc khẳng định là long tộc tao ngộ thời điểm nguy hiểm sau đó sử dụng đạo nguyên hoàn thành món này tiên thiên thần binh đến lúc đó có thể từ một tôn thần ma, hoặc là tiên thiên thần ma chấp chưởng. Nhanh chóng như vậy nhận chủ, tăng cường hắn thực lực. Hoặc là đem bảo kính xem như khen thưởng, tặng cho long tộc nội bộ lập xuống đại công tộc nhân. Đậu trường sinh cẩn thận đề phòng, dự phòng chính điện khả năng xuất hiện tập kích, bất quá đi thẳng đến trong chính điện, đều không có gây nên bất kỳ phản ứng nào, thậm chí là làm đậu trường sinh duỗi tay nắm lấy thần binh thời điểm, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Trong tay món này thần binh, làm đậu trường sinh nắm chặt thời điểm, thì rõ ràng phát hiện, cái này thần binh tuy nhiên phẩm cấp thấp nhất, nhưng lại là phi thường mấu chốt bảo vật, cái này lại là lục đinh thần hỏa. Vì tăng cường uy lực của nó, món này thần binh không thể nhiều lần sử dụng, chỉ là vật chỉ dùng được một lần. Đậu trường sinh trong lòng có minh ngộ, cái này lục đinh thần hỏa chính là cùng núi lửa nguyên bộ chi vật, muốn là món này thần binh triệt để vỡ nát, bạo phát đi ra lục đinh thần hỏa tự núi lửa bên trong phun trào, song phương hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tiến một bước tăng cường, đem sẽ trở thành một đạo bảo hộ long tộc trảnh trời. Đậu trường sinh thu hồi thần binh, đi đến trấn hải châu bên cạnh không có lập tức thu lấy mà chính là chờ đợi tự vô mệnh đem bảo kính cầm lấy chính điện một điểm nguy hiểm đều không có như vậy tại đậu trường sinh xem ra có khả năng xuất hiện nhất vấn đề cũng là cái này trấn hải châu trấn hải châu là hỗn độn thần binh hai viên trấn hải châu cũng tương đương với hai kiện thần binh đây mới là giá trị cao nhất bảo vật trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch ba kiện thần binh bàn về giá trị là vượt qua tự vô mệnh thu hoạch đối với cái này tự vô mệnh cũng thỏa mãn trong tay món này bảo kính tương lai tiềm lực trưởng thành lớn. Trấn Hải Châu bị thu hồi về sau, cũng chưa từng xuất hiện còn lại ba động tới. Phản phất là nhìn ra đậu trường sinh ngạc nhiên, tự vô mệnh trực tiếp mở miệng nói, không có gì kỳ quái, cái này một chỗ rất bí ẩn, muốn không phải ngươi trước đó đánh tra rõ ràng, không ai có thể phát hiện. Nhất là trời cửa cung cái kia thạch dai, có thể tuyệt không đơn giản. Ngươi nhìn ta phong ấn không khó, kỳ thực đây đều là mượn nhờ cửu đỉnh lực lượng, mà cửu đỉnh chính là hoàng đạo thần binh bên trong người nổi bật, nhiều năm như vậy bị trong tộc cung phụng, trong tộc vẫn luôn không hề từ bỏ đẩy mạnh cửu đỉnh tấn thăng. Tại không động ấn bù đắp trước, cửu đỉnh mới là trong tộc có khả năng nhất trở thành bất hủ thần binh hoàng đạo thần binh. Các loại nguyên nhân chung vào một chỗ, mới có thể rất đơn giản, muốn là thiếu đi một cái điều kiện, không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tự vô mệnh giải thích một câu, sau đó nhìn qua nơi xa, cười lạnh nói, đi thôi. Đến đón lấy liền muốn đánh phát rơi cửa cái kia một số người. Tự vô mệnh đi ra một bước, lại là lại đình chỉ. Dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, nổi lên hứng thú, một đôi mắt còn hứng thú nhìn lấy đậu trường sinh, từ trên xuống dưới dò xét ánh mắt, phản phất muốn đem đậu trường sinh nhìn thấu. Tự vô mệnh nhìn lấy Trấn Hải Châu, cũng biết Trấn Hải Châu hiệu quả, có thể che đậy thăm dò, có thể nói thoải mái, cho nên đi thẳng vào vấn đề nói, bên ngoài cái kia một ít người, xác suất lớn không phải vạn tộc thành viên, mà là tới từ tiên đạo dư nghiệp Ta sớm tại hắc thủy quan thời điểm, thì đã phát hiện có người thăm dò. Cái này không chỉ là ta, kiến thần đế chỗ đó cũng có cái này một số người động tác bí ẩn, có thể nghĩ phải ẩn giấu qua ta, cái kia là chuyện không thể nào. Ta cái này lục cảm đối với thăm dò ánh mắt mẫn cảm nhất. Cho nên ta chủ động rời đi hắc thủy quan, vì chính là cho bọn hắn cơ hội, nhìn xem cái này kẻ nhìn lén đến cùng có mục đích gì. Hiện nay xem ra, bọn họ cái này là muốn ta tánh mạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một số người hẳn là muốn muốn mạng của ngươi. Chỉ là bọn hắn sau cùng phát hiện, ngươi khó có thể giết chết, cho nên mới sẽ đổi mục tiêu, không, còn có đông hải sinh loạn, biết ta không phải loại kia tình nguyện người tịch mịch, chắc chắn sẽ không buông tha Đông Hải loạn cục, chủ động tiến vào Đông Hải. Mọi phương diện nguyên nhân, mới để bọn hắn triệt để quyết định, đem ta xem như mục tiêu. Đầu trường sinh mở miệng hỏi, bọn họ phát hiện được ta thân phận. Tự vô mệnh lắc đầu nói, sẽ không. Bọn họ đã đổi mục tiêu, đương nhiên sẽ không tại để mắt tới ngươi. Chính là không có nhận ra ngươi, cho nên mới sẽ thuận tiện đem ngươi trở thành làm mục tiêu, không phải vậy cái này một số người, khẳng định thận trọng lại thận trọng đậu trường sinh mày nhăn lại trầm giọng mở miệng nói cái này một số người có can đảm đối mặt hai tôn tiên thiên thần ma nhất là ta giết chết minh long lại giết lôi long một lần còn có lòng tin như vậy thực lực phi thường cường đại không phải nhiều người cũng là trong tay có bất hủ thần binh tự vô mệnh trực tiếp nối liền lời nói nói là cái sao quá nhiều người muốn phải ẩn giấu tung tích cái kia là chuyện không thể nào cho nên cũng chỉ có thể đầy đủ là bất hủ thần binh mà cái này bất hủ thần binh nhập long tộc cũng chỉ là tại long tộc đại loạn xuất hiện về sau, không cách nào tiếp tục giám sát Đông Hải, lúc này mới cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội. Thượng cổ tiên đạo dư nghiệp, bọn họ đã cùng cái kia một số thượng cổ tiên tôn nối liền với nhau, có phía trên cổ lão đồ, vật chống đỡ, bọn họ là không khiếm khuyết bất hủ thần binh. Đây mới là bọn họ khó giải quyết địa phương, chúng ta nhất tộc muốn bắt lại giá quá lớn, mới có thể liên hợp các tộc thành lập võ minh, hội tụ võ đạo lực lượng thảo phạt bọn họ, bất quá đây chỉ là suy đoán, khiếm quyết chứng cớ xác thực, nhưng lần này trên cơ bản liền có thể nghiệm chứng. Tự vô mệnh không khỏi cảm thán một câu, đậu trường sinh liên tiếp làm xuống đại sự, bất luận một cái nào đều là chuyện bất khả tư nghị, liên đối lấy cái này một số thượng cổ tiên đạo dư nghiệp, liên thủ cầm bất hủ thần binh mà đến, cũng không có nắm chắc giết chết đậu trường sinh, sau cùng không thể không đổi mục tiêu. Quả hồng muốn cầm mềm nắm, tự vô mệnh không có bất kỳ cái gì tức giận. Bởi vì đây là một sự thật, đậu trường sinh, kiến thần đế, vị nào khó giải quyết trình độ đều muốn vượt qua bản thân trừ phi là chân chính bất hủ kim tiên đích thân tới, không phải vậy bọn họ khả năng có ác chủ bài chạy mất, còn lại không nói, đậu trường sinh trong tay long môn, nhất định bị cái này một số dư nghiệp kiên kỵ. Đậu trường sinh đã bắt đầu trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói, cái này một số tiên đạo dư nghiệp muốn giết ta, bởi vì cảm thấy không có nắm chắc, cho nên thì lựa chọn đại ca. Bọn họ để mắt tới chúng ta, đây là vì cái gì? Không đúng, không phải chúng ta, cũng không phải nhân tộc. Bọn họ giết người nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì cừu hận, cũng không có lấy tư oán bọn họ thuần túy chính là muốn bốc lên trong vạn tộc bộ tranh đấu. Đậu trường sinh sau cùng hiện ra giật mình, cách không được cảm giác có một ít quen thuộc, nguyên lai like đây là ngày xưa thương tộc chơi đồ còn dư lại, sáo lộ tuy nhiên lão một chút, có thể đậu trường sinh không thể không thừa nhận rất có tác dụng. Tự vô mệnh thật chết tại long tộc nơi này, đây nhất định không phải một chuyện nhỏ, rất dễ dàng dẫn bạo nhân tộc cùng long tộc chiến đấu. Có lúc chiến đấu, biết rõ có vấn đề, nhưng làm dư luận nhất lên về sau, đông đảo thần ma muốn khai chiến, cho dù là tiên thiên thần ma cũng không ngăn cản được sau cùng không thể không đâm lao phải theo lao đánh xuống dạng này đần độn u mê chiến đấu viễn cổ đến bây giờ cũng phát sinh không chỉ một lần bốc lên trong vạn tộc bộ tranh đấu nhờ vào đó tan rã võ minh cốt tránh cho bị võ đạo hợp lực thảo phạt cái này trên cơ bản là thương tộc ngày xưa phiên bản chỉ là tiên đạo dư nghiệp thực lực càng mạnh chuyện như vậy lại bị chính mình cho đuổi kịp tự vô mệnh cười lạnh nói cái này một số dư nghiệp bắt đầu hoạt động chỉ có thể chứng minh cái kia một số đồ cổ thật cảm nhận được võ minh thành lập sau uy hiếp. Đây không phải một chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt. Muốn là cái này một số đồ cổ, trực tiếp bỏ qua võ minh, như vậy chúng ta liền muốn có kính sợ. Cường đại như vậy võ minh, đều không bị cái này một số đồ cổ để ở trong mắt, bọn họ sẽ mạnh bao nhiêu. Bây giờ cái này kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện, thật sự là đáng giá uống ba chén, thật tốt chúc mừng một phen. Chẳng qua hiện nay chính sự quan trọng, chờ trở lại nhân cảnh sau lại nói. Tự vô mệnh ngừng dừng một chút, một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ, mới lại mở miệng nói, ta có can đảm đến Đông Hải, chân chính ác chủ bài cũng không phải trông cậy vào tương thủy thần nữ, mà là bởi vì nó. Tự vô mệnh nhấc lên ống tay áo, có thể rõ ràng trông thấy, nguyên bản tại tự vô mệnh tráng kiện cánh tay vị trí, chính quấn quanh lấy ngư trường kiếm bố, hiện tại làm tự vô mệnh chậm rãi giải khai ngư trường kiếm bố, có thể rõ ràng trông thấy đã bị đào rỗng một bộ phận huyết nhục, mà tại cái này trống chỗ địa phương, giờ phút này đang có lấy một khối phương phương chính chính ngọc tỷ, giống như là một viên bảo thạch một dạng, trực tiếp khảm đính vào huyết nhục bên trong không có ngư trường kiếm bày che lấp về sau ngọc tỷ khí thế cũng không cảm giác được nồng đậm khí huyết hoàn toàn bao trùm ngọc tỷ mà ngọc tỷ khí thế nội liễm dường như không còn tồn tại một dạng tự vô mệnh tiếp tục nói không động ấn là bất hủ thần binh ta không cách nào dùng cửu đỉnh tồn trữ cộng thêm ta cũng không phải không động ấn chi chủ thứ này mang theo rất tốn sức ta lại không muốn bị ngoại nhân biết như vậy chỉ có ra hạ sách này hiệu quả phi thường tốt bởi vì không người có thể nghĩ đạt được lại thêm ta khí huyết ba động hừng hực, đủ để áp chế hết thảy ba động. Có này không động ấn tại, cái này một số bất quá là đồ bỏ đi. Bọn họ muốn gây ra chiến đấu, thật tình không biết tiên tề tên kia, sớm có đem bọn hắn câu đi ra tâm tư. Không cho vạn tộc mở mang kiến thức một chút cái này một số dư nghiệp tồn tại, bọn họ làm sao có thể sẽ để bụng. Vốn phải là ta ra ngoài đại sát đặc sát. Có thể bây giờ nghĩ lại, cái này lợi cho bọn họ quá rồi, không bằng ngươi đem trấn hải châu giao cho ta đùa giỡn một chút ta giả mạo vạn thần chi vương thanh thiên câu quân đậu trường sinh thần sắc nghiêm túc đại nghĩa lẫm nhiên nói cái này quá nguy hiểm ta làm đệ đệ há có thể để ca ca mạo hiểm để đệ đệ đến chương 960, chờ một chút đây là bất hủ khí thế chẳng lẽ là hàng thật đông hải thiên cung nước biển không ngừng lưu động trong chính điện tràn ngập pha trộn bốc lên quang mang xua tán đi tứ phương hắc ám chiếu rọi chính điện giống như ban ngày giờ phút này trong chính điện hai ánh mắt ngay tại nhìn lẫn nhau tục sưng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trang bức sự tình. Ai cũng không muốn từ bỏ. Đậu trường sinh nhìn lấy ánh mắt lấp lánh tự vô mệnh, trực tiếp đem cái kia một kiện tiêu hao hình thần binh đem ra, loại vật này uy lực rất lớn, triệt để bạo phát, đủ để âm chết một cái tiên thiên thần ma. Muốn là tại hoàn cảnh đặc định dưới, uy lực sẽ tiến một bước tăng cường. Nhưng loại vật này đối đậu trường sinh mà nói, lại là như cùng một cái gà mờ. Cho đến ngày nay sau cho dù là không có có thần binh nơi tay, đậu trường sinh tại tiên thiên thần ma bên trong, thực lực cũng là rất cường đại mấu chốt nhất chính là đậu trường sinh trong tay tiên thiên thần binh không ít lần này lại từ minh long trong tay chiếm lấy minh vương thuẫn lại tăng thêm một kiện tiên thiên thần binh chỉ là một kiện thần binh căn bản không thèm để ý đậu trường sinh đưa tay hất lên thần binh đã rơi vào đến tự vô mệnh trong tay tự vô mệnh chần chờ một chút người trước hiển thánh ra tận danh tiếng cái này vô cùng muốn nhưng trước mắt là một kiện thần binh a à. đậu trường sinh vốn liếng phong phú thần binh đông đảo đối với cái này không thèm để ý chút nào có thể tự vô mệnh còn không có hào khí đến cái này một loại trình độ. Tự vô mệnh thở dài một hơi. Đậu trường sinh trong tay thần binh thì rất không thích hợp, thật sự là nhiều lắm. Bây giờ tiên thiên thần binh cũng bắt đầu nhiều hơn, dường như rau cải trắng một dạng, khắp nơi liền có thể nhặt đến. Người nghèo chí ngắn, tự vô mệnh không chần chờ nữa, duỗi tay nắm lấy thần binh về sau, thuận tay đem không động ấn cầm xuống, chậm rãi hướng đậu trường sinh đẩy tới. Không động ấn ngăn nắp, phản phất là một đầu cửu trảo kim long quay quanh mà thành hiện nay lơ lửng ở giữa không trung khí thế toàn bộ nội liễm nhìn qua cũng là phổ phổ thông thông một khối ngọc thạch điêu khắc thành nhìn không thấy cái gì gì linh tính cùng sinh khí tự vô mệnh bắt đầu giới thiệu nói truyền quốc ngọc tỷ đền bù thiếu hụt chính thức tấn thăng trở thành không động ấn về sau món này hoàng đạo thần binh một mực tại tiên tề trong tay chấp chưởng nhưng đây chỉ là ngầm thừa nhận thuộc về tiên tề mà thôi kỳ thực không động ấn vẫn chưa có chủ nhân xuất hiện món này hoàng đạo thần binh chính là đế đạo chí bảo truyền quốc ngọc tỷ muốn vương triều chi chủ phàm tục đế vương. Không động ấn yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, bất quá đây đối với tiên tề mà nói, toàn bộ đều thỏa mãn. Chúng ta muốn là sử dụng không động ấn, ngược lại là một chút phiền toái một chút. Bất quá so sánh với còn lại hoàng đạo thần binh, không động ấn ngược lại là đơn giản nhiều, nhất là bây giờ Triệu Chu cùng ngươi cùng một nhịp thở, có thể mượn nhờ Triệu Chu chi lực. Dù sao truyền quốc ngọc tỷ bị cơ chu cung phụng hơn 200 năm, kích xúc không ít lực lượng. Coi đây là dẫn tử, có trong tộc cho phép có thể điều động truyền quốc ngọc tỷ vô số năm qua tiếp xúc lực lượng, lần này vận dụng không động ấn không là vấn đề, nhưng lần tiếp theo đang sử dụng, như vậy thì vô cùng phiền phức. Thứ này đến cùng thích hợp nhất người là tiên tề, trừ phi là ngươi thượng vị thành vì nhân tộc chi chủ, không động ấn mới có thể điều khiển như cánh tay. Tự vô mệnh tương đối không muốn, lưu luyến nhìn lấy không động ấn, sau cùng lại thở dài một tiếng nói, ngụy trang thành vì thanh thiên câu quân, mục đích đúng là chấn chấn động cái này một số lão già kia. Bọn họ sinh tại thượng cổ, đối tại chúng ta là lão già kia, có thể Thanh Thiên Câu Quân càng thêm cổ lão, đây chính là viễn cổ thời đại nhân vật. Còn như thượng cổ dư nghiệt cùng chúng ta quan hệ một dạng, làm Thanh Thiên Câu Quân xuất hiện về sau, cái này một số lão đông tây nhóm khẳng định ngồi không yên. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao, khi bọn hắn nóng nảy về sau, hành động đem về tăng nhiều. Bây giờ bọn họ toàn bộ đều ẩn nấp đi, nắm giữ tin tức thật sự là quá ít, muốn tiểu trừ lời nói cũng là rất khó khăn, có thể khi bọn hắn liên tiếp bắt đầu hành động thì lại không ngừng bộc lộ ra tung tích đến cơ hội của chúng ta cũng liền tới. Tự vô mệnh cười lạnh nói, thiên cơ lão quỷ cái kia một ít người, vẫn luôn chê cười ta não tử không thông minh, liền biết mãn, chém chém giết giết. Kỳ thực bọn họ biết cái gì, ta một mực mãn, không phải đầu không dùng được, mà là tại ta xem ra vấn đề này quá đơn giản, chỉ là chặt chặt là có thể giải quyết. Đậu trường sinh chấn kinh, ánh mắt nhìn tự vô mệnh trí tuệ vững vàng thần thái. Đối với đậu trường sinh thần sắc biến hóa, tự vô mệnh vô cùng thỏa mãn, đúng, chính là như vậy. Đây chính là trang bức khoái cảm đáng tiếc chính mình linh quang lóe lên, nghĩ tới mưu kế, không thể tự mình đi thực hiện. Phương diện này bao nhiêu đáng tiếc, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp, không động ấn chính mình dùng cũng được, truyền quốc ngọc tỷ tích lũy vô số năm lực lượng, chính mình lúc trước đã từng chấp trưởng qua truyền quốc ngọc tỷ. Đại hạ còn tại thời điểm, truyền quốc ngọc tỷ tại trong tay mình đợi qua 500 năm. Chính là mượn nhờ phương diện này quan hệ, không động ấn là có thể sử dụng. Nhưng Trấn Hải Châu lại không được, chính mình cùng Trấn Hải Châu tám gậy tre cũng đánh không đến, mà Ngụy Trang thành vì Thanh Thiên Câu quân, như vậy Trấn Hải Châu là tất nhiên muốn sử dụng. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy không động ấn, một cái tay nắm chặt xoay quanh cửu trảo kim long, sau đó thu nhập trọng lớn ống tay áo bên trong, Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, đại ca là an bài thế nào? Rất rõ ràng đưa vật đưa đến tay, Đậu Trường Sinh tranh đoạt nhân vật chính vị trí, cũng dự định thuận thế đem kịch bản lấy ra xem thật kỹ một chút. Tự Vô Mệnh cũng thu hồi thần binh, không thèm để ý nói, phương pháp rất đơn giản. Ngươi xuất ra Trấn Hải Châu sau đó ngươi thì nằm xuống. Một hồi chờ cơ hội làm là có thể. Đậu trường sinh sững sờ, chợt lĩnh ngộ hắn bên trong ý tứ. Long tộc cái này dê thế tội, thật sự là quá thích hợp, hoàn toàn có thể hướng về long tộc đập nồi đen. Không nói hai lời đem Trấn Hải Châu ném ra, nhìn lấy Trấn Hải Châu tại quan mang bên trong pha trộn bốc lên, đậu trường sinh bắt đầu đối cổ tay vạch một cái, máu tươi liên tục không ngừng vẫy ra mà ra, trong nháy mắt liền đã đem Trấn Hải Châu bao trùng rơi. Máu tươi giống như vật sống đồng dạng, không ngừng bắt đầu hướng về trấn hải châu bên trong phóng đi trong nháy mắt trấn hải châu phía trên dường như biến thành huyết châu đã bị máu tươi triệt để nhuộm thành xích kim sắc máu tươi liên tục không ngừng tuôn ra đậu trường sinh bắt đầu mượn nhờ máu tươi lực lượng cố bắt đầu tăng thêm chính mình cùng trấn hải châu liên hệ khống chế bách binh phương diện này lực lượng bắt đầu toàn lực thôi động hiệu quả như vậy rất lớn muốn là bình thường thu hoạch được trấn hải châu tán thành không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian nhưng bây giờ trong khoảng thời gian ngắn đậu trường sinh thì cùng trấn hải châu tạo dựng lên liên hệ nhưng muốn tiếp tục tăng mạnh cái này liền cần càng nhiều máu tươi cũng muốn đậu trường sinh tâm huyết cái này thuộc về đậu trường sinh tinh huyết đối với cái này đậu trường sinh do dự một hai vốn là lần này dự định chết một lần đậu trường sinh nguyên bản không thèm để ý cái này một số có thể giết minh long lại giết chết lôi long một lần ngược lại tranh thủ đến sinh cơ đã không lại dùng chết rồi chần chờ một lát đậu trường sinh thì không thèm để ý vẫn là chết một lần đi trấn hải châu nắm giữ cái này sẽ không theo chính mình tử vong mà biến mất. Chết lần trước căn bản không lỗ, dù sao cái này hóa vì chân long nuốt đang dược, vốn là sẽ tạo thành rất lớn thương thế. Trước kia không đến thần ma, cho nên muốn chết một lần, bây giờ là thần ma không cần chết, thế nhưng sẽ nguyên khí đại thương. Tính gộp cả hai phía thụ thương quá nặng, đây không phải sinh cơ liền có thể bù đắp, đậu trường sinh cần hai ba trăm năm thời gian bế quan điều dưỡng. Cái này thời gian cũng không dài, rất nhiều thần ma đều có thể tiếp nhận, dù sao so sánh với thương thế mà nói, cái này đại giới căn bản không lớn, nhưng đối với đậu trường sinh mà nói không được, một hai trăm năm chính mình cũng có tỷ lệ thành bất hủ thần ma. Vẫn là chết một lần đi, tới gọn gàng. Một chết giải trăm lo. Đại lượng tinh huyết bắt đầu chảy ra, liên tục không ngừng tràn vào trấn hải châu bên trong. Một mực thờ ơ lạnh nhạt tự vô mệnh, nhìn thấy một màn này về sau, lại là không khỏi há mồm. Phổ thông huyết dịch đây không phải cái đại sự gì, cứ việc sẽ tạo thành nhất định thâm hụt, có thể đậu trường sinh bản sự, rất nhanh liền có thể bù lại, nhưng đây chính là tinh huyết a. Chỉ là lời nói đến bên miệng về sau, Tự Vô Mệnh toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, bởi vì hiện tại đã chậm, Đậu Trường Sinh đã lãng phí rất nhiều tinh huyết. Nhất là chuyện này, Đậu Trường Sinh khẳng định cũng rõ ràng. Tu hành đến thần ma, không phải lúc trước không ra gì tiểu võ giả, cũng biết nặng nhẹ, muốn đối hành vi của mình phụ trách. Tự Vô Mệnh chờ đợi sau khi, một mực chờ đến Đậu Trường Sinh sắc mặt tái nhật toàn thân trên dưới khí tức đều có nhất định trượt xuống về sau, rốt cục không thể nhịn được nữa nói, xong chưa? đậu trường sinh nhìn lấy trấn hải châu phía trên không ngừng biến mất huyết dịch hơi hơi nhíu mày sau đó mở miệng nói không sai biệt lắm tiếp tục nửa hiệu quả cũng không lớn tự vô mệnh nhẹ gật đầu trực tiếp hướng về thiên cung bên ngoài mà đi hóa thành quang mang trong nháy mắt liền đã xông ra thiên cung tự vô mệnh tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đã vọt tới thiên cung bên ngoài thẳng tiến không lùi tiếp tục phóng tới nơi xa đông hải long cung nhưng cũng ngay một khắc này một đạo đột nhiên rơi xuống quang mang thẳng tắp chém trúng tự vô mệnh trong chốc lát tự vô mệnh tứ vân ngủ liệt quan mang tứ tán ra giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng trong nháy mắt liền đã sụp đổ rơi xuống chính là một thanh kiếm gãy kiếm gãy tàn khuyết chui kiếm một bộ phận mũi kiếm cùng thân kiếm ngược lại là hoàn hảo đây là một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm nhìn như phổ phổ thông thông nhưng mặc cho người nào xem nhìn một chút liền có thể hiểu được hắn lai lịch chân chính đây là một kiện bao giờ cũng đều tại hiện lộ rõ ràng bản thân tồn tại trường kiếm tồn tại cảm giác phi thường cường liệt Bất luận thiên địa trung tâm ở nơi nào. Làm một thanh này kiếm gãy xuất hiện về sau, kiếm gãy sở tại vị trí cũng là thiên địa trung tâm. Giờ phút này kiếm gãy thất bại, chỉ là chém trúng một đạo lấy giả làm thật ý chí hóa thân. Từng tia từng sợi quang mang, không ngừng từ kiếm gãy bên ngoài tràn ngập, trong lúc mơ hồ vẽ phát thảo ra một đạo cao gầy bóng người, đây là tóc dài bay múa cao gầy nữ tử. Tướng mạo nhìn không rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được ung dung hoa quý, đây là lâu dài ở vào cao vị, chấp chưởng quyền thế đại nhân vật. Cao gầy bóng người sau lưng Cánh vác lấy từng chui tam xích trường kiếm, làm nổi bật lên hắn anh tuấn uy vũ chi khí. Tự vô mệnh đứng tại thiên cung bên trong, hai tay vây quanh, mắt lạnh nhìn bên ngoài nổi lên cao gầy bóng người, cười lạnh nói, từ khi ta đến chỗ này về sau, cũng cảm giác được có người thăm dò. Chỉ là một chút thăm dò một chút, quả nhiên dẫn ra ngươi cái này tiên đạo dư nghiệt. Tự vô mệnh thanh âm băng lãnh xuống tới nói, thật cốt long hậu không thích đáng, cam nguyện cho cái kia một số lão già kia làm chó. Bồng lai thiên tôn đầu kia lão cẩu có thể cho ngươi cái gì? Không, không đúng, Hiện nay ngươi đã không còn là thuần túy chính mình, lần trước ngươi chỉ là thần ma đỉnh phong, muốn đột phá tới tiên thiên thần ma, tuyệt đối là không thể nào. Bây giờ ngươi thể hiện ra tiên thiên thần ma thực lực, đây nhất định đại có vấn đề. Để ta suy đoán một chút, ngươi nguyên linh bây giờ dung nhập Bồng Lai Thiên Tôn cái kia chọn lão cẩu nguyên linh đi. Đây là một loại thủ xảo chi pháp, chỉ là bây giờ ngươi hay là ngươi, nhưng làm Bồng Lai Thiên Tôn đầu kia lão cẩu có ý tưởng về sau, ngươi cũng không phải là ngươi. Im miệng. Một tiếng thanh thúy quát lớn âm thanh vang lên long hậu khuôn mặt thấy không rõ lắm nhưng là có thể làm cho người cảm nhận được oán giận giờ khắc này đã phẫn nộ long hậu mỉa mai âm thanh vang lên ngươi cái này lắm lời căn bản không biết thiên tôn vĩ đại có thể vì thiên tôn phụng hiến hết thảy cái này là vinh hạnh của ta long hậu nhìn lấy tự vô mệnh muốn mở miệng trực tiếp dẫn đầu nói nhiều lời vô ích tự vô mệnh ngươi lên đường đi long hậu bước về phía trước một bước kiếm gãy ông ông một tiếng hướng về phía trước đã bắn nhanh mà ra đoạn trên thân kiếm không ngừng tràn ra từng đạo từng đạo lực lượng. Nhưng mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh thiên động địa hủy diệt lực lượng. Bồng lai trảm tiên kiếm. Đây là bây giờ Long Hậu trong tay chí bảo. Một kiện sát phạt chí bảo, một kiện bất hủ thần binh. Làm sát phạt chí bảo, bồng lai trảm tiên kiếm giết người, không cách nào vận dụng bất tử ba phù phục sinh. Đây cũng là Long Hậu động thủ lực lượng, không cần liền giết tự vô mệnh hai lần. Không phải vậy cho dù là Long Hậu thực lực cường đại, có thể tự vô mệnh cũng là nhân tộc ngũ đế một trong, đánh không lại cũng có thủ đoạn khác trì hoãn thời gian, nơi xa Đông Hải Long cung chính bạo phát đại chiến, muốn là nơi này thời gian trì hoãn lâu, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Tự vô mệnh nhìn lấy bạo phát Long Hậu, người đã vắt chân lên cổ chạy trốn. Đầu có hố, mới có thể cùng Long Hậu chiến đấu. Đây chính là chấp trưởng bất hủ thần binh tiên thiên thần ma, là có lấy bất hủ chiến lực, cho dù là thấp nhất tầng thứ, cũng không phải tiên thiên thần ma có thể chống cự. Bồng lai thiên tôn không phải bình thường, chính là một vị phong hào thiên tôn. Bồng lai trảm tiên kiếm cứ việc phá toái, nhưng y nguyên có lấy bất hủ thần ma tầng thứ, cái này đủ để nhìn ra bồng lai thiên tôn cường đại. Cường thịnh thời kỳ bồng lai tiên tông, là cao quý hải ngoại đệ nhất tông. Bồng lai thiên tôn uy áp tứ hải, là cao quý tứ hải đệ nhất nhân, đây mới thực là đứng ở trong thiên địa thượng tầng đại nhân vật. Trước đó không lâu nhân tộc bạo phát tai họa ngầm trần thiên tôn, muốn là cùng bồng lai thiên tôn so sánh, cái kia kém có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Bồng lai thiên tôn nếu là có thể tiến thêm một bước, tự tứ hải sông vào trung thổ, như vậy thì có thể khai mở một thời đại, trở thành một tên tổ cảnh cường giả, chân chính có năng lực theo đuổi siêu thoát. Tự vô mệnh một bên chạy, một bên gào lên, long hậu ngươi không nên ép ta. Nơi này chính là vạn thần chi vương, thanh thiên câu quân bộ phận nguyên linh ngũ say chi địa. Nhưng là muốn các ngươi cái này một số thượng cổ dương nghiệp càng thêm cổ lão đồ cổ, nếu để cho thanh thiên câu quân cái này một bộ phận nguyên linh khôi phục, ngươi sẽ là long tộc thiên cổ tội nhân. Ngươi là long tộc bồng lai thiên tôn cũng là long nói cho cùng các ngươi đều là một nhà có thể thanh thiên câu quân muốn là trở về đem về đem các ngươi cái này một số long tộc người chém tận giết tuyệt tự vô mệnh rất nhanh liền đã đường cũ trở về nhìn thấy phía trước ngủ say bóng người về sau trong nội tâm buông lỏng biết rõ không chết được nhưng đối mặt bất hủ thần binh vẫn là áp lực khá lớn nhưng chợt tự vô mệnh thì ngây ngẩn cả người vân vân cái này hơi có bất thường từ đâu tới bất hủ khí thế cái này bắt nguồn từ người mà không phải thần binh tự vô mệnh lập tức mồ hôi thì chảy ra cái này tình huống không đúng